cũng không phải sợ Băng Châu tồn tại nguy hiểm, mà là lo lắng đi Băng Châu về sau sẽ phát hiện liên quan tới Mộc Thiên Lưu sự tình, tiến tới bại lộ Tố Linh Tú cùng thân phận của hắn. Ta làm như vậy đến cùng đúng hay không? Mạnh Thư Thư trong lòng khá là mâu thuẫn. Nói cho cùng, Mộc Thiên Lưu dù sao cũng là Tố Linh Tú thân sinh phụ thân, nhưng mà hắn không nghĩ Tố Linh Tú bởi vì Mộc Thiên Lưu người phụ thân này tồn tại mà gánh lấy một chút cái gì bi thương, phẫn nộ. Nếu là Mộc Thiên Lưu cũng không phải là khắp nơi lưu tình người, Mạnh Thư Thư tất nhiên sẽ nói cho Tố Linh Tú chân tướng. Cứ như vậy đi. Mạnh Thư Thư trong lòng thở dài một hơi, hắn cầm lệnh bài màu xanh, đi tới Trường Thanh Các đỉnh cái đỉnh bên trong. Tiền bối, Mạnh Thư Thư cung kính hành lễ nói. Hắn biết, tất cả những thứ này đều không thể gạt được tiền bối. Ân, Lý Huyền nhẹ gật đầu, Mạnh Thư Thư cùng Mộc Thiên Lưu sự tình, hắn đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Tiền bối, ta làm như vậy, đúng hay là sai? Mạnh Thư Thư cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng sai, đều là tại ngươi tâm, tất cả tùy duyên đi. Lý Huyền lắc đầu nói. Tố Linh Tú tên đồ đệ này, nếu là biết được phụ thân nàng chân tướng, sợ rằng trong lòng sẽ không sống dễ chịu. Tâm tình sa sút, chỗ nào còn sẽ có bây giờ không buồn không lo, vui vẻ nghiên cứu đan y võ đạo. Mộc Thiên Lưu tất nhiên chủ động lui đi, hiển nhiên hắn cũng không muốn Tố Linh Tú, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà phá vỡ cuộc sống yên tĩnh. Tiền bối, đây là cái gì? Mạnh Thư Thư nhẹ gật đầu, tiền bối tất nhiên nói như vậy, cái kia tất nhiên là không sai. Hắn đem lệnh bài màu xanh thả tới trên mặt bàn hỏi. Ta sẽ giao cho Linh Tú. Lý Huyền nhìn lệnh bài một cái, chỉ là lạnh nhạt nói. Đến mức là cái gì, hắn làm sao biết, chỉ có thể tránh không đáp, phảng phất tại nói cho Mạnh Thư Thư, thực lực quá thấp, biết quá nhiều không tốt. Tạ tiền bối. Mạnh Thư Thư không có lại hỏi. Lệnh bài từ tiền bối giao cho Linh Tú, so hắn giao cho Linh Tú, càng có thể có được Linh Tú coi trọng. Nếu không, nếu là hắn giao cho Linh Tú, không chừng ngày nào liền bị Tố Linh Tú quên. Chung quy là Mộc Thiên Lưu chân quý nhất đồ vật. Mạnh Thư Thư trong lòng vẫn là hy vọng Tố Linh Tú có khả năng coi trọng một cái. Mạnh Thư Thư cáo lui về sau, Lý Huyền cầm lấy lệnh bài màu xanh, tinh tế dò xét, trong lòng nghi ngờ, đây là vật gì? Lệnh bài chất liệu không đơn giản, vẻn vẹn chất liệu mà nói, sẽ không thua linh vực thần khí, nhưng cũng không phải là thần khí. Trên lệnh bài hoa văn, tựa hồ không có được đặc thù hàm nghĩa, vẻn vẹn trang trí sử dụng. Lý Huyền trầm ngâm một chút, một sợi thần nguyên đưa vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài màu xanh hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, trên lệnh bài xuất hiện ba chữ: Thiên Quật Lệnh. Theo ba chữ này xuất hiện, Lý Huyền cũng nhìn thấy lệnh bài bên trong có mấy hàng chữ nhỏ. Lệnh ra, Thiên Quật hiện, cầm Thiên Quật lệnh người, có thể nhập Thiên Quật, có thể trấn Thiên Quật. Lý Huyền thu hồi thần nguyên, không nhịn được rơi vào trầm tư bên trong. Thiên Quật, bí cảnh loại hình tồn tại, đây là tiến vào Thiên Quật chìa khóa, hoặc là chấp trưởng Thiên Quật lệnh bài. Trong lòng của hắn nghi hoặc, Thiên Quật là cái gì? Suy đoán đại khái là một loại nào đó bí cảnh, linh vực, có loại này địa phương sao? Chưa từng nghe a, liền Đại Chu điển tàng các bên trong đều không có gặp qua tương quan ghi chép. Đại khái là bí cảnh một loại đồ vật a, Thiên Quật xuất hiện, lệnh bài sẽ có biểu thị, đến lúc đó mới có thể đi vào. Lý Huyền thì thầm trong lòng, giao cho Tố Linh Tú là được rồi, lúc nào xuất hiện cũng không biết đây. Lắc đầu, không có tiếp tục xoắn suýt Thiên Quật lệnh sự tình. Cho dù là bí cảnh, với hắn mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, dù sao hắn tu luyện cũng không phải là phương thế giới này võ đạo, mà là chính mình biên đi ra. Tiếp tục ta võ đạo đại nghiệp đi. Lý Huyền lắc đầu, tiếp tục đầu nhập chính mình võ đạo đại nghiệp bên trong, một bên biên thần thông võ điển, một bên lĩnh hội thái thương thư thiên địa đạo tắc. Đưa đi hạng vi về sau, Trường Thanh các cũng chuẩn bị rời đi. Tử Vận lưu luyến không bỏ về tới Thanh Vương phủ. Kế tiếp chỗ cần đến đi nơi nào? Đi Thiên Lăng Châu a, tìm Xích Miêu, lâu như vậy không gặp, ta đều có chút nghĩ cái này mập mèo. Tố Linh Tú lo nghĩ nói. Tốt, vậy liền đi Thiên Lăng Châu. Trường Thanh các trang viên thu nạp, hóa thành phi thuyền đằng không mà lên, chớp mắt biến mất ở chân trời. Vây xem Đại Chu chúng cường giả, không nhịn được cảm thán không thôi. Cái này Trường Thanh các quả thật là thần khí, mà lại là chưa bao giờ nghe thần khí. Mà tại Đại Chu Hoàng Đô trên tường thành, Mộc Thiên Lưu nhìn qua phi thuyền rời đi, xa xa nhìn thấy một cái kia thiếu nữ thân ảnh, hắn đủ hài lòng, chợt lộ ra vẻ phẫn nộ. Đường Kim Yến, Mạnh Thư Thư nói chuyện ẩn lâu tập sát sự tình, hắn liền ý thức được, việc này phía sau tất nhiên có khác nguyên nhân, hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là chính mình cái kia chính cung Đường Kim Yến. Ngươi đáng chết a. Mộc Thiên Lưu quay người rời đi, không có đi gặp Hạng Vi, bất kỳ cái gì một cái tình nhân, hắn đều không đi gặp. Cuối cùng đi gặp một lần Đường Kim Yến, đưa nàng đi chết. Ăn Mạnh Thư Thư cho đan dược về sau, Mộc Thiên Lưu mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng cũng không tại hình thể khô héo, đã khôi phục trước kia 7-8 phần tuấn lãng thái độ. Thủy Tinh Cung, Đường Kim Yến đóng cửa không gặp khách.
Từ Thiên Vũ Điện trở về sau, trong nội tâm nàng liền ẩn giấu hoảng hốt, ý thức được sợ rằng ra một ít chuyện, Thiên Vũ Điện chủ mới sẽ như vậy cảnh cáo nàng. Đường Kim Yến chỉ có thể ngốc tại bên trong Thủy Tinh Cung, chuyện gì cũng mặc kệ, chỉ yên lặng tu luyện. Liền giết Tố Linh Tú sự tình, nàng đều tạm thời từ bỏ. Làm nàng không nghĩ tới chính là, biến mất đã lâu Mộc Thiên Lưu vậy mà đến Thủy Tinh Cung tìm nàng. Đường Kim Yến hưng phấn không thôi, vội vã ra nghênh tiếp chính mình cái này phu quân. Vài ngày sau, làm một cái thế gia tộc lão, đại biểu gia tộc trước đến thăm hỏi Thủy Tinh Cung, muốn nịnh bợ Thủy Tinh Cung. Thu hoạch được tới gần Thiên Vũ Điện cơ hội lúc, mới kinh hãi phát hiện Thủy Tinh Cung lại bị diệt. Hắn khiếp sợ không thôi, đây chính là Thiên Vũ Điện phụ thuộc Linh Tông à. Người nào như thế lá gan, cũng dám diệt Thủy Tinh Cung, chẳng lẽ là Vạn Thế Minh? Còn nếu là Vạn Thế Minh, tựa hồ không cần thiết lén lén lút lút như vậy làm việc. Thông tin truyền ra, Lạc Châu chấn động, Mộc gia cũng khiếp sợ, điều động tộc lão tiến đến xem xét. Dù sao Đường Kim Yến trên danh nghĩa, vẫn là Mộc Thiên Lưu chính cung. Một phen TR, asset, tự nhiên không thu hoạch được gì. Tất nhiên Đường Kim Yến chết rồi, Mộc Thiên Lưu lại không có chút nào thông tin. Mộc gia tộc lão bọn họ vừa thương lượng, liền đem Mộc Phi Minh mẫu thân, lập thành Mộc Thiên Lưu chính cung. Mộc Phi Minh danh chính ngôn thuận, trở thành thiếu gia chủ. Thủy Tinh Cung bị diệt, Thiên Vũ Điện tự nhiên điều động cường giả đến TR, asset. Hơn nữa còn là một tên chí cường giả trưởng lão, càng là thả ra thông tin, nhất định bắt khiêu khích hung thủ. Có thể như vậy vô thanh vô tức diệt đi Thủy Tinh Cung, không có bị ngoại nhân phát giác bộc phát đại chiến, người xuất thủ tất nhiên là chí cường giả. Thiên Vũ Điện chủ lạnh lùng cười một tiếng, điện chủ, có hay không linh vực chi môn thông tin tiết lộ, là cũng tốt, không phải cũng được, tìm kẻ chớt thay lập cái uy là được rồi, Thủy Tinh Cung sự tình như vậy bỏ qua. Còn lại siêu nhiên Linh Tông, không có mở ra linh vực chi môn động tĩnh, liền mang ý nghĩa, thông tin còn không có tiết lộ. Thiên Vũ Điện chủ cười lạnh nói, một khi thông tin tiết lộ, linh vực chi môn biến mất kinh sợ như vậy sự tình, còn lại mấy cái siêu nhiên Linh Tông tuyệt đối sẽ đi tìm tòi hư thực, xác định là thật hay không. Sau đó không lâu, một tên cũng khá nổi danh, luyện thần đỉnh phong thực lực tán tu bị Thiên Vũ Điện bắt, tại Thủy Tinh Cung phía trước đang tại chúng võ giả mặt chém giết, đem huyết nhục vẩy vào trong tông môn Thủy Tinh Cung, biểu thị công khai đã vì Thủy Tinh Cung báo thù, cho ra lý do là tên này tán tu mưu đoạt Thủy Tinh Cung tài nguyên, trải qua dài đến mấy chục năm ẩn núp, ngầm hạ độc dược, suy yếu một đám Thủy Tinh Cung cường giả thực lực, mới lặng yên không một tiếng động đem Thủy Tinh Cung diệt. Lạc Châu võ giả tất cả đều chấn động không thôi, tên này tán tu thật to gan à, mà còn lại Linh Tông thế gia lập tức sợ, tại bên trong chính mình tới một tràng đại thanh tra. Bích Hải mênh mông, không biết phần cuối ở nơi nào. Cùng linh vực 18 châu so sánh, mênh mông Bích Hải, võ giả so ra mà nói tương đối thưa thớt, tông môn cũng thưa thớt, chỉ có một ít nổi tiếng hòn đảo mới tồn tại võ giả chỗ tụ họp. Lấy Vân Thiên Bích Hải thành làm trung tâm, Linh Tông, thế gia phân tán bốn phương, cái kia một vùng biển, được gọi là trời cao hải vực. Trời cao hải vực, không thể nghi ngờ là Bích Hải phồn hoa nhất hải vực, bất luận là nhân tộc võ giả, vẫn là hải linh tộc, phần lớn tại trời cao hải vực sinh hoạt. Mà tại trời cao hải vực bên ngoài, tự nhiên cũng tồn tại một chút Linh Tông cùng thế gia, cũng có võ giả ẩn hiện. Một chiếc thuyền lớn tại trên Bích Hải đi tới, ngay tại tiến về Vân Thiên Bích Hải thành tiến hành giao dịch, đổi lấy cần thiết đồ vật. Nghe nói một vùng biển này không bình tĩnh, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trên thuyền lớn một tên võ giả trầm giọng nói, Bích Hải bao la, dù cho là luyện thần thiên nhân, cũng thích đi thuyền mà đi, dù sao toàn bộ nhờ thực lực bản thân phi hành. Thực sự là quá mệt mỏi, mà còn một khi tiêu hao quá lớn, gặp phải tập sát liền nguy hiểm. Sợ cái gì, chúng ta nơi này luyện thần thiên nhân đều 20 mấy người, chẳng lẽ còn sợ những cái kia đạo phỉ? Có võ giả khinh thường nói, Bích Hải, có hải tặc, phần lớn tại trời cao hải vực ra ngoài không, ăn cướp lui tới võ giả. Những hải tặc này thân phận, hoặc là từ 18 châu trốn đến hung ác võ giả, hoặc là đã từng suy tàn Linh Tông, thế ra võ giả tụ tập mà thành. Thậm chí, có hải linh làm hải tặc. Toàn bộ Bích Hải, ngoại trừ trời cao hải vực bên ngoài, bất kỳ cái gì một chỗ, cũng có thể gặp phải hải tặc. 20 mấy tên luyện thần thiên nhân liền có sức mạnh, chẳng lẽ quên 3 tháng trước, Thạch Đằng đảo bị cướp sạch sự tình, toàn bộ trên đảo võ giả mới thoát ra tới bao nhiêu người. Đừng dọa người, làm sao xui xẻo như vậy gặp phải hủy diệt Thạch Đằng đảo ra hỏa. Tóm lại, cẩn thận là hơn. Trên thuyền lớn một đám võ giả nghe vậy, thần sắc nghiêm túc không ít, cảnh giác bốn phía. Một khi phát hiện tình thế không đúng, lập tức bỏ chạy. Không tốt, có đạo phỉ đột kích. Đột nhiên ở giữa, trên thuyền lớn có người hoảng sợ nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh hiện lên, cực tốc vây quanh mà đến. Đột kích người, tất cả đều mang theo mặt nạ màu đen, cầm trong tay một cái huyết sắc trường đao,
đỏ tươi chi khí lượn lờ, là hủy diệt thạch đằng đảo huyết đao phỉ. Trên thuyền lớn võ giả lên tiếng kinh hô, nhanh nhảy, có luyện thần thiên nhân thân hình thoát một cái, liền từ trên thuyền lớn thoát ra, muốn thoát đi, chạy chỗ nào, oanh, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, ầm vang mà đến, đem chuẩn bị trốn chạy võ giả, bước về trên thuyền lớn, đều đứng ngay ngắn, chúng ta chỉ cướp tiền không giết người, người nào nếu là phản kháng, chết. Huyết đao phỉ đầu lĩnh cười lạnh nói, trên thuyền lớn, võ giả phía dưới luyện thần thiên nhân, tất cả đều sắc mặt ảm đạm, đem túi đựng đồ giao ra, ném ở boong tàu bên trên, rất tốt, đại thiên nhân đứng bên này, tiểu thiên nhân đứng bên này, luyện thần thiên nhân ngồi xổm xuống. Huyết đao phỉ nhấc đao điều khiển trên thuyền lớn võ giả sắp xếp tốt, mà cái kia hai mươi mấy cái luyện thần thiên nhân, sắc mặt tái xanh không thôi, nhưng chỉ có thể biệt khuất ngồi xổm xuống. Huyết đao phỉ thực lực quá mạnh, không có chỗ nào mà không phải là luyện thần đỉnh phong võ giả, mà còn người so với bọn họ nhiều. Đánh, là khẳng định đánh không lại, liền cơ hội chạy trốn đều xa vời. Xinh đẹp, ta huyết đao phỉ, thích nhất phối hợp người, đều giao ra túi đựng đồ, không được ẩn tàng. Cái này cô nàng không sai, ngươi cũng không cần giao túi đựng đồ, giao ra sắc đẹp của ngươi là được rồi. Cướp sắc, ta huyết đao phỉ, là nói nguyên tắc, hoặc là cướp tiền, hoặc là cướp sắc, tất nhiên cướp sắc, vậy liền không cướp tiền. Tên kia nữ võ giả sắc mặt ảm đạm, run rẩy bờ môi nói, đại ca, ngươi tha cho ta đi, cướp tiền có tốt hay không? Ngươi không được chọn, ngoan ngoãn qua bên kia nơi hẻo lánh bên trong nằm tốt, không phải vậy nào đó cướp tiền cũng cướp sắc. Huyết đao phỉ trường đao vỗ vỗ nữ võ giả hai gò má nói, nữ võ giả mặt xám như cho, yên lặng đi nơi hẻo lánh bên trong nằm xuống. Tên kia huyết đao phỉ thỏa mãn gật đầu, bước phách lối bộ pháp đi tới, phối hợp thật tốt, nào đó sẽ còn thanh toán linh tinh, khi người quá đáng a. Cái kia nữ võ giả gần như tức nổ tung, chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng. Thuyền lớn phía sau, một chiếc màu xanh thẳm thuyền nhỏ, ở trên biển lao vùn vụt tới. Hứa Viêm vừa vào Bích Hải, cả người đều có một loại tâm thần trống trải cảm giác, ngắm nhìn bát ngát mênh mông Bích Hải, lại có một loại, chính mình bất quá là Bích Hải một hạt cảm giác. Vân Thiên Bích Hải thành tại Vân Thiên Hải vực, khoảng cách Vũ Châu ngoại hải thực sự quá xa. Độn Hải Châu không có ở chân trời phi hành, mà là rơi xuống trong biển, trên mặt biển lao vùn vụt. Tất nhiên đi tới Bích Hải, nếu là tiếp tục giữa không trung phi hành, chẳng lẽ không phải đến không Bích Hải một chuyến? Ở trên biển đi thuyền mấy ngày, Hứa Viêm đột nhiên lòng sinh hứng thú, móc ra một cái cần câu tới. Sư phụ tại Thương Lan đảo thời điểm, liền thích đi sông Thương thả câu, khẳng định là có thâm ý, đây là tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên chi đạo, hoặc là nói, là một loại tâm cảnh tu luyện. Ta cảm giác sư phụ là tại lấy hành động ám thị, thả câu là có thể cảm ngộ tự thân, thanh tịnh tâm thần, tu luyện tâm cảnh một loại phương thức. Hứa Viêm càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nhìn một chút trong tay cần câu, đây là hắn lúc trước tìm Phương Hạo rèn đúc đi ra, chính là tích chữ có một ngày, học sư phụ thả câu một phen, nhìn có hay không có thu hoạch, dùng cái gì mồi đâu. Hứa Viêm nói thầm một cái, lấy ra một viên đan dược treo lên. Dây câu, lưỡi câu đều là Phương Hạo luyện chế, linh khí cấp bậc, một khi cắn câu, cũng đừng nghĩ tránh thoát. Không chút nào khoa trương, cho dù là có thể so với luyện thần cảnh hải thú mắc câu rồi, cũng đừng hòng thoát khỏi. Bích Hải bá chủ không thể nghi ngờ là hải linh tộc, nhưng ngoại trừ hải linh bên ngoài, còn có đông đảo hải thú. Theo Thải Linh Nhi lời nói, Bích Hải có mấy loại hải thú, thời điểm thành niên, thực lực có thể so với luyện thần võ giả, chỉ bất quá không thông hiểu võ đạo chi pháp, chỉ có man lực mà thôi. Đồng thời linh trí chưa mở, chỉ có một thân man lực, cho dù như vậy, bình thường luyện thần võ giả, cũng khó có thể đơn độc săn bắn hung mãnh như vậy hải thú. Mà còn, hải thú mặc dù linh trí chưa mở, nhưng gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ có tránh né nguy hiểm bản năng, sẽ chui vào trong biển. Nhân tộc võ giả, một khi tiến vào trong biển, trừ phi thực lực mạnh rất nhiều, nếu không căn bản không làm gì được cường đại như thế hải thú. Mà luyện thần cấp hải thú, cơ hồ là hải linh tộc chuyên môn săn bắn đối tượng, cũng là hải linh tộc tại Vân Thiên Bích Hải thành cùng nhân tộc cường giả giao dịch chủ yếu vật phẩm. Độn Hải Châu tại Bích Hải lao vùn vụt, mãi đến cách xa Vũ Châu gần biển, Hứa Viêm cái này mới hạ câu thả câu. Vừa mới hạ câu, Hứa Viêm liền phát hiện có cá biển xuất hiện, muốn cắn câu, lúc này thần nguyên chấn động, trực tiếp đem cá biển đánh bay đi ra. Ta là đến câu cá lớn, không phải câu cá nhỏ. Hứa Viêm nói thầm, Độn Hải Châu tiếp tục tiến lên, một đường hướng về Vân Thiên Hải vực mà đi. Thả câu hai ngày, cũng không có gặp phải có thể so với luyện thần cảnh hải thú. Hứa Viêm không nhịn được buồn bực. Nghĩ lại, ta cái này tâm tính không đúng. Tất nhiên là thả câu, cần gì phải để ý cá lớn cá nhỏ đâu. Cái này chẳng lẽ không phải làm trái thả câu bản ý. Như vậy suy nghĩ một chút, Hứa Viêm liền lại không quan tâm lưỡi câu bên trong, đến tột cùng hấp dẫn cái gì cá biển mà đến. Chỉ chốc lát sau, liền câu đi lên một đầu dài khoảng 3 thước cá, Hứa Viêm đổi mồi sau tiếp tục thả câu.
Tại câu đi lên mấy đầu lớn nhỏ không đều cá về sau, lần này Hứa Viêm đem lưỡi câu xa xa văng ra ngoài. Tại mồi bên trên bao trùm một đạo thần nguyên cấm chế, không phải là luyện thần cảnh hải thú, không cách nào cắn câu ăn mồi. Khoanh chân ngồi tại trên độn hải châu, Hứa Viêm tiếp tục tu luyện, lĩnh hội võ đạo. Độn hải châu dựa theo cố định phương hướng đi tới, cần câu treo ở trên thuyền nhỏ, tùy duyên thả câu. Sau một ngày, đang tu luyện bên trong Hứa Viêm đột nhiên mở mắt, cần câu đang chấn động, một cỗ to lớn lực kéo chuyển đến. Mắc câu rồi, Hứa Viêm lúc này đại hỉ, độn hải châu phía trước, sóng nước lăn lộn, một đầu màu nâu to lớn hải thú đang nghịch nước dãy dụa lấy, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi lưỡi câu. Cái này hải thú thực lực, có thể so với luyện thần hậu kỳ. Hứa Viêm chực chực cảm thán, ngay tại dãy dụa bên trong hải thú, đột nhiên quay đầu hướng về độn hải châu đánh tới. Hứa Viêm khẽ mỉm cười, đưa tay đè ép, một cỗ lực lượng chấn áp mà xuống, ấn xuống vọt tới hải thú. Đợi đến hải thú dãy dụa bất động, cái này mới buông ra lực lượng. Như vậy ba phen mấy lần về sau, hải thú ý thức được độn hải châu nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng thoát đi, lôi kéo độn hải châu tại trên bích hải lao vùn vụt. Cái phương hướng này đúng lúc là đi Vân Thiên Hải vực, liền để nó lôi kéo đi. Hứa Viêm trực tiếp đóng lại độn hải châu, tùy ý hải thú lôi kéo ở trên biển lao vùn vụt. Hải thú sức chịu đựng kinh người, mà còn tốc độ cực nhanh, lôi kéo độn hải châu lao vùn vụt, thỉnh thoảng muốn chui vào trong biển thoát khỏi. Nhưng là không cách nào kéo động độn hải châu lặn xuống, ba phen mấy lần về sau, hải thú chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước trốn chạy. Hứa Viêm ngồi tại trên độn hải châu, tiếp tục tu luyện cùng lĩnh hội tự thân võ đạo. Một ngày sau đó, hải thú vẫn còn tại điên cuồng trốn chạy bên trong, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có mạnh mẽ đâm tới thế. Trên thuyền lớn, tên kia huyết đao phỉ hưng phấn đi tới nơi hẻo lánh bên trong, nhìn qua nằm tốt nữ võ giả, hưng phấn không thôi. Cái này mới nghe lời nha, ra cũng liền cướp cái sắc, so tổn thất toàn bộ thân gia những tên kia so sánh, ngươi có thể may mắn nhiều. Nữ võ giả cắn môi, nhắm mắt lại, một câu cũng không dám nói, run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, hiển lộ nàng giờ phút này nội tâm hoảng hốt. Mỹ nhân nhi, ra đến rồi. Huyết đao phỉ soạt một cái, lập tức không đến mảnh vải, liền muốn nhào tới. Đúng lúc này, soạt một tiếng vang thật lớn, nương theo mà đến một tiếng hí. Thình lình động tĩnh, dọa đến hắn tại chỗ liền mềm nhũn, sắc mặt tái xanh theo tiếng nhìn, lập tức giật mình, cuống quýt mặc xong quần áo, cầm đao tại tay. Nữ võ giả cũng bị động tĩnh kinh hãi mở mắt, nàng giật mình nhìn thấy, thuyền lớn phía sau, một cái to lớn hải thú đằng không vọt lên, phát ra phẫn nộ hí thanh âm. Mà tại hải thú sau lưng, tựa hồ lôi kéo một chiếc màu lam nhạt kỳ quái thuyền nhỏ, nhanh chém hải thú. Huyết đao phỉ thủ lĩnh tức giận quát, cái này hải thú, tựa hồ ngay tại hướng thuyền lớn va chạm mà đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho trên thuyền lớn, chuẩn bị thúc thủ chịu trói luyện thần võ giả, lập tức thần sắc vui mừng. Lẫn nhau truyền âm cho nhau một phen về sau, đột nhiên ở giữa đằng không mà lên, liên thủ hướng về một phương hướng nào đó trốn chạy mà đi. Cùng hắn đem mệnh giao cho huyết đao phỉ định đoạt, không bằng thừa cơ trốn chạy. Hai mươi mấy tên luyện thần võ giả liên thủ xung phong mà ra, cái hướng kia huyết đao phỉ lập tức biến sắc, cuống quýt tránh đi phong mang, tự tìm cái chết. Huyết đao phỉ thủ lĩnh giận dữ vung tay lên nói, giết cho ta. Soạt, một đám huyết đao phỉ cầm đao mà lên, muốn truy sát những cái kia trốn chạy luyện thần võ giả. Đồng thời hai tên huyết đao phỉ nhấc đao chính là một chém, ánh đao màu đỏ ngòm bổ về phía giữa không trung to lớn hải thú. Cái này một cái hải thú thực lực không yếu, da dày thịt thô, lực phòng ngự kinh người, một đao chưa hẳn có thể đem chém giết. Tu luyện bên trong Hứa Viêm mở mắt kinh ngạc một cái này hải thú vậy mà muốn va chạm thuyền lớn, muốn dùng cái này thu hoạch được trốn chạy cơ hội, ngược lại là hiểu được lợi dụng hoàn cảnh trốn tránh nguy hiểm. Hứa Viêm nói thầm một cái, mắt thấy hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém về phía hải thú, Hứa Viêm run lên cần câu, lúc đầu đằng không vọt lên muốn nện ở trên thuyền lớn hải thú, lập tức bị hắn kéo trở về đi qua, mà hai đạo đao quang nháy mắt thất bại. Xin lỗi, tại hạ thả câu hải thú đã quấy rầy chư vị. Hứa Viêm áy náy mở miệng nói ra. Độn hải châu lao vùn vụt mà lên, hắn đưa tay vung lên, một cỗ thần nguyên tuôn ra, đem hải thú nâng ở giữa không trung. Độn hải châu từ trên thuyền lớn trống không bay qua, ăn cướp lưu lại hải thú cùng cái kia chiếc thuyền nhỏ. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại, trong tay nắm lấy một cái màu đỏ máu trường đao. Theo một tiếng gầm này, một đám huyết đao phỉ, bao gồm chuẩn bị truy sát luyện thần võ giả huyết đao phỉ, tất cả đều trở về mà đến, đem Hứa Viêm vây quanh ở bên trong. Huyết đao phỉ thủ lĩnh hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm độn hải châu, cái này xem xét chính là bảo bối a. Tốc độ nhanh, còn có thể đằng không phi hành, nếu là thu hoạch được món bảo bối này, bọn họ huyết đao phỉ càng tới vô ảnh đi vô tung. Hứa Viêm sững sờ, ăn cướp, ngươi xác định là muốn đánh cướp? Hắn nhìn thoáng qua,
vây quanh một đám huyết đao phỉ hỏi. Người thiếu niên, ta huyết đao phỉ từ trước đến nay nói nguyên tắc, lưu lại hải thú, lưu lại thuyền nhỏ. Ngươi liền có thể đi, không thương tổn ngươi tính mệnh, nếu không, cái này trên biển xanh, lại sẽ nhiều một cỗ thi thể. Huyết đao phỉ thủ lĩnh trầm giọng mở miệng nói. Hứa Viêm cười, hải tặc cũng nói nguyên tắc. Thải Linh Nhi từng nói qua, Bích Hải tồn tại một chút hải tặc, bất quá gặp phải xác suất không cao, phát sinh bị hải tặc cướp giết sự tình, một năm đều không có mấy vụ. Đương nhiên, đối với Hứa Viêm đến nói, hải tặc tự nhiên là không cách nào uy hiếp đến hắn. Thải Linh Nhi chỉ là giới thiệu Bích Hải lúc, tiện thể giới thiệu một chút mà thôi. Không ngờ tới, mới vừa vào Bích Hải không bao lâu, vậy mà liền gặp phải hải tặc đánh cướp. Ta cũng là cái nói nguyên tắc người. Hứa Viêm nhìn hướng một đám huyết đao phỉ, lộ ra nụ cười, đem các ngươi túi đựng đồ giao ra, chỉ cần giao ra, có thể miễn chết, không phải vậy nghiền xương thành cho diệt hồn. Huyết đao phỉ đều sửng sốt, một mặt vẻ không thể tin được. Tiểu tử này có ý tứ gì? Ngược lại ăn cướp bọn họ. Một cái người ăn cướp một đám người. Ai cho hắn lá gan? Tốt, tốt, tốt. Ta huyết đao cả đời này đều chưa từng gặp qua ngươi như thế phách lối người, lẻ loi một mình. Vậy mà ngược lại ăn cướp chúng ta một đám người. Đủ dũng khí, đủ cuồng vọng. Mặc dù ta huyết đao rất thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi, nhưng ba ngã, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên chỉ cảm thấy trên gương mặt chịu một bàn tay, cả người đều bay ngược ra ngoài, choáng đầu, mắt nổi đom đóm. Bớt nói nhảm, ăn cướp, giao ra túi đựng đồ. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng nói, ừng ực, một đám huyết đao phỉ sắc mặt hoảng sợ. Ngươi vừa rồi nhìn thấy hắn xuất thủ sao? Không có a, ta chỉ thấy lão đại bay ra ngoài. Ta cũng không có. Một đám huyết đao phỉ bí mật truyền âm, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Huyết đao phỉ thủ lĩnh lung lay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bộc phát, huyết sắc đao mang nở rộ, sát ý nghiêm nghị, đồng loạt ra tay, giết hắn. Trong lòng của hắn mặc dù kinh hãi, nhưng là không hề bối rối, người đông thế mạnh, thực lực đối phương tuy mạnh, sao lại là bọn họ liên thủ địch? Phốc, kết quả, hắn vừa dứt lời, trước mắt một đạo kiếm quang giáng lâm, trong nháy mắt liền bị chảm diệt. Đang chuẩn bị xuất thủ còn lại huyết đao phỉ, lập tức lạnh cả người, lão đại trực tiếp liền bị một kiếm diệt sát. Cho dù đồng loạt ra tay, cũng tất nhiên tử thương thảm trọng. Bọn họ là hải tặc không sai, lại không phải kẻ liều mạng. Cho dù cuối cùng thắng đối phương, người nào có thể bảo đảm trong chiến đấu người chết kia không phải chính mình. Huống hồ, lão đại đều chết rồi, giờ phút này là rắn mất đầu. Đừng động thủ, thiếu hiệp đừng động thủ, chúng ta giao túi đựng đồ, giao túi đựng đồ. Một đám huyết đao phỉ mồ hôi lạnh chảy ròng. Vậy mới đúng mà, ta cũng không phải người hiếu sát, đều giao ra mua mệnh tiền đi. Hứa Viêm nở nụ cười, là, một đám huyết đao phỉ, nhộn nhịp đem túi đựng đồ giao ra, một mặt vẻ nhức nhối. Thân là hải tặc, toàn bộ thân gia đều mang theo ở trên người, túi đựng đồ bên trong tất cả, đã là bọn họ toàn bộ tích lũy. Cái này một phát đi ra, lập tức liền biến thành một nghèo hai trắng. Hứa Viêm vung tay lên, túi đựng đồ tất cả đều thu vào, ngón tay chỉ trong đó mấy cái huyết đao phỉ, nói, đem giấu đi túi đựng đồ giao ra, bằng không thì chết. Cái kia mấy tên huyết đao phỉ, một mặt khó coi chi sắc, lại chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra chính mình cái thứ hai túi đựng đồ. Tốt, đều có thể lăn. Hứa Viêm phất tay nói, là, một đám huyết đao phỉ điên cuồng gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hứa Viêm vung tay lên, bị hắn khống chế lại hải thú, trực tiếp rơi vào trong biển, chuẩn bị tiếp tục để hải thú lôi kéo độn hải châu mà đi, linh tinh có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Cẩn thận huyết đao phỉ. Trên thuyền lớn một đạo nữ tử âm thanh truyền đến, chớt, nguyên bản chuẩn bị thoát đi một đám huyết đao phỉ, phảng phất nhìn thấy cơ hội, thừa dịp hắn buông lỏng một khắc này, đột nhiên nhấc đao chém tới. Bọn họ sớm đã trong bóng tối ước định cẩn thận, đồng loạt ra tay, ánh đao màu đỏ ngòm chiếu rọi giữa không trung, cường đại công kích, mắt thấy liền muốn đem Hứa Viêm chìm ngập ở bên trong. Một đám huyết đao phỉ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, từ trước đến nay chỉ có chính mình ăn cướp người, há có thể bị người ăn cướp. Trên thuyền cái kia tiểu nương môn cũng dám lên tiếng cảnh báo, chờ giết tiểu tử này về sau, nhất định để cái kia tiểu nương môn biết huyết đao phỉ hung tàn, vội vàng tự tìm cái chết, cần gì chứ. Hứa Viêm thở dài một tiếng, ngón giữa và ngón trỏ nâng lên về sau một chém, một đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa hiện lên, ngang qua trời cao, chảm phá tất cả công kích. Đao mang tán loạn, kiếm quang thẳng chém mà đến, đột nhiên ở giữa, kiếm quang hóa thành hai mươi mấy đạo, một đạo kiếm quang đối ứng một tên huyết đao phỉ. Phốc! Tại từng người huyết đao phỉ ánh mắt kinh hãi bên trong, kiếm quang chém xuống, hóa thành cho bụi tiêu tán. Trên thuyền lớn, một đám võ giả đều sợ ngây người. Nhất là vừa mới xuất thân cảnh báo nữ tử, nguyên bản vừa ra khỏi miệng về sau, nàng liền có chút hối hận, sợ rằng tiếp xuống, muốn bị huyết đao phỉ lăng nhục đến chết,
nàng đều làm tốt từ rơi chuẩn bị. Kết quả, người kia chẳng những một người đánh cướp một đám người, càng là một kiếm trảm diệt huyết đao phỉ. Phải biết, những này huyết đao phỉ đều là luyện thần đỉnh phong thực lực a. Vẫy tay một cái, đạo phỉ diệt hết, đây là cường đại cỡ nào thực lực. Phong nhãn Bích Hải, có thể có thực lực này người, cũng sẽ không quá nhiều a. Nữ tử đột nhiên nghĩ đến một cái người, cái kia trong truyền thuyết tồn tại, kiếm đạo của hắn được vinh dự truyền kỳ, được vinh dự đương thời đệ nhất. Hứa Viêm vẫy tay một cái, chém giết huyết đao phỉ về sau, liền phối hợp chuẩn bị để hải thú tiếp tục lao vùn vụt, lôi kéo độn hải châu tiến về Vân Thiên Hải vực. Huyết đao phỉ thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng luyện thần đỉnh phong võ giả sớm đã không vào Hứa Viêm mắt, vẫy tay một cái liền có thể diệt sát. Cho dù là ngưng luyện thiên địa linh cơ võ giả, Hứa Viêm cũng không để vào mắt, có khả năng cùng hắn giao thủ chỉ có như Thiên Vũ Điện trưởng đao trưởng lão dạng này võ giả. Chân chính có thể làm cho hắn tận hứng xuất thủ một trận chiến chỉ có Tân Mộng Nhu dạng này thực lực võ giả. Hắn cách thần nguyên cảnh viên mãn đã không xa, thực lực sớm đã không phải mới vào thần nguyên cảnh lúc có thể so sánh. Cần câu run lên, đang muốn điều động hải thú kéo thuyền rời đi, đột nhiên một đạo nữ tử âm thanh truyền đến: "Ân nhân, dừng bước." Hứa Viêm quay đầu nhìn lại, vừa rồi chính là nữ tử này cảnh báo. Có việc, nữ tử dung nhan tuyệt lệ, dáng người ngạo nhân, có một cỗ quyến rũ thái độ, luyện thần thiên nhân sơ kỳ thực lực. Nữ tử thần sắc có chút kích động, không ngờ tới, trong truyền thuyết kiếm đạo người thứ nhất, vậy mà như thế tuổi trẻ tuấn lãng, nhìn đến nàng đều phương tâm rung động. "Ân nhân, có thể là kiếm vương?" Nữ tử kích động hỏi. "Kiếm vương?" Hứa Viêm ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, "Ta không phải kiếm vương, ta là kiếm thần. Kiếm vương chi danh, chỗ nào xứng với chính mình?" Nữ tử, nàng có chút mộng, làm sao toát ra cái kiếm thần đến đâu? "Ân nhân, ngươi không phải kiếm vương sao?" Phóng nhãn Bích Hải, chỉ có kiếm vương mới có như vậy kiếm đạo. Nữ tử có chút khó có thể tin nói. Hứa Viêm nghe xong, lập tức đến hứng thú. "Bích Hải, có một cái kiếm vương." "Bích Hải có kiếm vương, hắn ở nơi nào? Thực lực làm sao?" "Chính mình danh xưng kiếm thần, Bích Hải có cái kiếm vương, ngược lại là muốn gặp một lần, kiếm đạo của hắn đến tột cùng làm sao? Bất quá nghĩ đến nói chung cùng Thiên Vũ Điện kiếm đạo không kém bao nhiêu đâu." Nữ tử vững tin, người này cũng không phải là trong truyền thuyết kiếm vương, trong lòng càng là khiếp sợ, Bích Hải khi nào lại ra một vị cường đại như thế kiếm đạo võ giả. Kiếm vương tại Vân Thiên Thành, hắn một người một kiếm, bại tận Bích Hải kiếm đạo võ giả, quét ngang Vân Thiên Thành kiếm đạo, toàn bộ Bích Hải kiếm đạo võ giả đều tin phục, đều xưng kiếm vương kiếm mới thật sự là kiếm đạo. Nghe đồn kiếm vương là một cái rất ngạo người, mặc dù ngoài miệng nói ta chi kiếm đạo, bất quá mới nhập môn không lâu, bất quá khó khăn lắm vào kiếm đạo chi môn, chưa từng lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, nhưng toàn bộ Vân Thiên Thành kiếm đạo võ giả trong mắt hắn đều bị coi là phế vật. Hứa Viêm càng nghe càng cảm thấy cái này hành sự tác phong có chút quen thuộc, nhịn không được hỏi, "Trong miệng ngươi kiếm vương tên gọi là gì?" Nữ tử có chút lúng túng nói, "Ta chỉ biết là kiếm vương, nhưng là không biết kiếm vương tên là cái gì." Đúng lúc này, nguyên bản trốn chạy luyện thần võ giả bên trong, có một người bởi vì thực lực tương đối mạnh, bị huyết đao phỉ trọng điểm vây giết, không có ngay lập tức thoát đi. Mãi đến Hứa Viêm xuất thủ, diệt sát một đám huyết đao phỉ về sau, hắn mới thở dài một hơi. Giờ phút này, đi tới, mở miệng nói, "Kiếm vương tên là Tạ Thiên Hoành." Hứa Viêm bừng tỉnh, khó trách tác phong làm việc như vậy quen thuộc đâu, nguyên lai là Tạ Thiên Hoành. Không nghĩ tới a, Tạ Thiên Hoành đều lăn lộn đến kiếm vương tên. Hứa Viêm trong lòng cảm thán, như thế nói đến, Tạ Thiên Hoành tiến vào nội vực mấy năm này, thực lực tất nhiên tăng lên cấp tốc, sợ rằng đã bước vào chí cường giả liệt kê. Có thể từng nghe nói Tạ Lăng Phong? Hứa Viêm mở miệng hỏi. Tạ Thiên Hoành đều xông ra kiếm vương tên, Tạ Lăng Phong thiên phú cũng cực mạnh, kiếm đạo không thể so với Tạ Thiên Hoành yếu, hẳn là cũng có thể xông ra một chút uy danh mới là, có thể là kiếm vương chi tử. Tên kia võ giả trầm ngâm hỏi. Hứa Viêm gật đầu. Kiếm vương chi tử, từng là Vân Thiên Thành thiên kiêu, thay vào đó nhiều năm không có chút nào tiến thêm. Ngược lại bị đã từng bại tướng dưới tay vượt qua, thiên kiêu chi danh đã long đong, hôm nay đã sớm yên lặng. Tên kia võ giả thổn thức cảm thán một tiếng. Thiên kiêu vẫn lạc a, kiếm vương chi tử, đã bị trào phúng là phế vật. Hứa Viêm líu lưỡi, Tạ Lăng Phong lẫn vào thảm như vậy. Nghĩ đến cũng là, Tạ Lăng Phong thiên phú không kém, sợ rằng đã sớm đem thần ý cảnh tu luyện tới viên mãn. Lấy hắn thiên phú, lấy thần ý cảnh viên mãn, chiến luyện thần sơ kỳ không thành vấn đề. Nhưng một mực không cách nào đột phá, mà đã từng bại tướng dưới tay, nhưng là không ngừng đột phá, luyện thần hậu kỳ, luyện thần đỉnh phong, Tạ Lăng Phong tự nhiên là không phải là đối thủ. Khó trách yên lặng, chỉ là không ngờ tới, lại bị cười nhạo là phế vật. Tạ huynh, đợi thêm chút thời gian a, ta tới tìm ngươi, nhất định có thể lại lần nữa quật khởi, trấn áp ngươi đã từng bại tướng dưới tay. Hứa Viêm thì thầm trong lòng.
Tạ gia phụ tử hai người tại Vân Thiên Bích Hải Thành hiển nhiên là phát sinh một chút sự tình, mà không phải là điệu thấp làm việc mới có cái này nổi danh. Hứa Viêm lại hỏi thăm một chút liên quan tới Tạ Thiên Hoành hai phụ tử thông tin. Tên kia võ giả biết rõ cũng không nhiều, chỉ biết là mấy năm trước, Tạ Thiên Hoành lần thứ nhất dương danh là khiêu chiến một tên luyện thần thiên nhân sơ kỳ võ giả. Lúc ấy Tạ Thiên Hoành đúng là đại thiên nhân cảnh giới. Tất cả mọi người cho rằng hắn thua không nghi ngờ lúc. Kết quả, Tạ Thiên Hoành quật khởi mạnh mẽ, triển lộ ra phi phàm kiếm đạo, vượt biên đánh bại đối thủ, bắt đầu từ đó dương danh. Nghe đồn kiếm vương thê tử bối cảnh bất phàm, nếu không lấy kiếm vương lúc trước cuồng vọng, sớm đã bị vây đánh đánh chết. Tên kia thổn thức cảm thán nói. Hứa Viêm gật đầu, Tạ Thiên Hoành thê tử là linh vực người, không ngờ tới có như thế không tầm thường bối cảnh. Nhưng là không biết, Tạ Thiên Hoành một cái nội vực võ giả, là thế nào cưới được linh vực mà đến nữ tử. Lại hỏi một chút Tạ Lăng Phong sự tình, tên kia võ giả biết không nhiều, gặp hỏi không ra đến cái gì, Hứa Viêm liền cáo từ rời đi. Hải thú lôi kéo độn hải châu, tại trên bích hải bay đi. Kiếm thần, chẳng lẽ lại muốn xem đến kiếm đạo tranh phong sao? Tên kia võ giả kích động không thôi, như vậy thịnh sự, không thể bỏ qua à. Nếu là kiếm vương nghe, có người cũng dám tự xưng kiếm thần, sợ rằng sẽ tức điên à. Vân Thiên Bích Hải Thành, Bích Hải siêu nhiên linh tông, thống ngự toàn bộ Bích Hải, liền Bích Hải bá chủ Hải Linh tộc, cũng phải nghe khiến tại phủ thành chủ. Phó gia, chính là Vân Thiên Thành thành chủ gia tộc, đến thế hệ này thành chủ Phó Thiên Hải, thực lực càng là vô cùng cường đại, nghe đồn đã vượt qua phía trước mấy vị thành chủ thực lực, là hoàn toàn xứng đáng Bích Hải đệ nhất cường giả. Vân Thiên Thành tuy là phủ thành chủ thống ngự, nhưng cũng tồn tại rất nhiều thế lực, mà Hải Linh tộc tại trong phủ thành chủ cũng là đảm nhiệm chức vị quan trọng, địa vị hiển hách siêu nhiên. Vẫn luôn có nghe đồn, từ xưa đến nay, Vân Thiên Thành cùng Hải Linh tộc có khế ước, cộng đồng thống ngự Bích Hải, mà Hải Linh tộc tại một số thời điểm cần phục tùng Vân Thiên Thành mệnh lệnh. Khế ước nội dung cụ thể cùng điều khoản, chỉ có Vân Thiên Thành chân chính cao tầng cùng Hải Linh tộc cao tầng mới hiểu. Vân Thiên Thành mấy thế lực lớn bên trong, Vạn Tinh Võ Đạo Viện là một cái trong số đó, từ khi thua chạy 18 châu. Tại Vân Thiên Thành đặt chân, sáng lập Võ Đạo Học Viện đến nay, nuôi dưỡng không ít nổi danh võ giả. Mà Vạn Tinh Võ Viện viện trưởng, nghe đồn cùng Phó Thành Chủ giao tình thâm hậu, cho nên Vạn Tinh Võ Đạo Viện cũng bị coi là có phủ thành chủ làm chỗ dựa. Cho đến ngày nay, Vạn Tinh Võ Đạo Viện tại Vân Thiên Thành, thậm chí toàn bộ Bích Hải lực ảnh hưởng đã rất lớn. Võ Đạo Viện học sinh có đến từ Bích Hải bốn phương thiên kiêu, cũng có một chút Vân Thiên Thành thế gia chi tử, nhất là sa sút thế gia tử đệ. Trong học viện cũng có Hải Linh tộc học sinh, Hải Linh tộc càng ngày càng thích đem nhà mình hậu bối đưa đến võ viện học tập tu luyện. Mấy năm trước, Vân Thiên Thành phát sinh một việc, Đại Chu Thanh Vương phủ thế tử bị đưa vào Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện học tập tu luyện là thứ nhất, thứ hai là Phó Thiên Hải cái này thành chủ đột nhiên nhiều một cái nữ tế cùng ngoại tôn. Càng kỳ quái hơn chính là nghe đồn con rể hắn đến từ nội vực, cái này Vân Thiên Thành phó ra ngọc lệnh mà đến. Toàn bộ Vân Thiên Thành các đại thế lực đều trợn tròn mắt, mà một mực hâm mộ thành chủ Thiên Kim những người kia, cả người đều choáng váng, chính mình vậy mà không bằng nội vực chi địa người. Trong lòng mình nữ thần, vậy mà ủy thân nội vực người, còn tại nội vực sinh một cái nhi tử. Việc này tại Vân Thiên Thành thế lực lớn ở giữa truyền ra, không ít người cũng không khỏi nhớ tới lúc trước phát sinh một việc. Thành chủ Thiên Kim từng tiến về 18 châu, nghe nói là vì Mộc Gia Phong Lưu tử Phong Lưu sự tình truyền đến Bích Hải. Thành chủ Thiên Kim cảm thấy Mộc Thiên Lưu quá cặn bã, chuẩn bị đi đem hắn cho răng rắc rơi. Truy sát Mộc Gia Phong Lưu tử, theo tin đồn đuổi tới nội vực, qua rất nhiều năm mới trở lại Vân Thiên Thành. Đến mức răng rắc Mộc Thiên Lưu sự tình, liền rốt cuộc không có nghe đồn. Mà Mộc Gia Phong Lưu tử, tựa hồ cũng đã biến mất. Vân Thiên Thành bên trong một lần nghe đồn, Mộc Gia cái kia Phong Lưu tử, chỉ sợ là bị thành chủ Thiên Kim giết. Kết quả, đi một chuyến nội vực, vậy mà sinh một cái nhi tử. Hâm mộ người như bị sét đánh, đều muốn nhìn một chút, nội vực tên kia, đến tột cùng có gì xuất chúng chỗ, vậy mà đả động thành chủ Thiên Kim phương tâm. Có nghe đồn, Phó Thiên Hải thành chủ khi biết chính mình đột nhiên có một cái nữ tế cùng ngoại tôn về sau, hơi kém tức chết, nhưng ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn, cũng không thể đem người giết a. Mà còn nữ tế tựa hồ thiên phú tạm được, đi tới linh vực không bao lâu liền đột phá tiểu thiên nhân cảnh. Vừa mới bắt đầu vì để tránh cho phiền phức, thành chủ nữ tế đều là thâm cư phủ thành chủ, chưa từng ra ngoài, tùy ý tin đồn lưu truyền, biểu hiện rất điệu thấp, rất nghe theo thành chủ phân phó bộ dáng. Mãi đến phủ thành chủ nữ tế đột phá đại thiên nhân cảnh về sau, bắt đầu lớn lối, làm chuyện làm thứ nhất chính là đem hâm mộ thê tử của mình, cái nào đó con em thế gia đánh tơi bời một trận, đón lấy lại khiêu chiến một tên khác thế gia luyện thần sơ kỳ võ giả, mở miệng một tiếng phế vật, cực điểm khinh thường cùng cuồng vọng, đem nhân khí đến gần chớt. Kết quả,
thành chủ nữ tế lấy đại thiên nhân cảnh giới, đánh bại luyện thần sơ kỳ võ giả. Cái này, các đại thế lực cũng không khỏi vài phần kính trọng. Đợi đến thành chủ nữ tế đột phá luyện thần thiên nhân cảnh, càng khoa trương, xem ai đều là phế vật bộ dạng, từng cái đem đã từng hâm mộ thê tử của mình người, tất cả đều đánh một lần. Mà thành chủ cái kia ngoại tôn cũng dần dần hiện ra phong mang, đánh bại cái này đến cái khác thế gia thiên kiêu. Chỉ là hiện tại thành chủ ngoại tôn đã thuộc về vẫn lạc thiên kiêu, lúc trước có nhiều phong quang, hiện tại liền có nhiều nghèo túng, bị đã từng bại tướng dưới tay vượt qua, bị bại tướng dưới tay trả phúng, thực lực không tiến thêm tấc nào nữa, đã biến thành phế vật đại biểu. Vân Thiên Thành bên trong tại người hữu tâm đẩy mạnh phía dưới, thậm chí lưu truyền một câu nói như vậy, nhất thời thiên kiêu không phải thiên kiêu, cũng có thể là phế vật, tựa như kiếm vương chi tử. Kiếm vương chi tử thiên kiêu yên lặng, thế nhưng kiếm vương bản nhân, như là càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng ngang, chính như tên của hắn đồng dạng. Thậm chí, còn từng xem thường nhạc phụ, kết quả bị đánh tơi bời một trận. Phủ thành chủ, một tòa đình viện nhỏ bên trong, một tên thanh niên nam tử, khoanh chân ngồi tại đình viện ao nước bên trên, một thanh kiếm nằm ngang ở trên gối. Kiếm ý vờn quanh quanh thân, như thương lãng mãnh liệt, dòng nước lao nhanh thanh âm, từ trong kiếm ý chuyển vang mà ra. Ngươi để Phong Nhi tu luyện cái gì võ đạo, hiện tại tốt, dừng bước không tiến thêm. Cửa đình viện, một cô gái xinh đẹp, một cái tay bóp ở bên hông Tạ Thiên Hoành, một mặt bất mãn nói, nàng chính là Phó Thiên Hải hòn ngọc quý trên tay Phó Vân. Tạ Thiên Hoành nhếch nhếch miệng, nói là chính hắn lựa chọn, lại nói, dừng bước không tiến, chỉ là không có đến tiếp sau công pháp mà thôi. Đây là việc nhỏ, đợi ta dành thời gian đi một chuyến 18 châu, đem công pháp mang về chính là. Ngươi nói cái gì đại hoang võ đạo, quả thật cường đại như thế. Đã như vậy, lúc trước vì sao không ghi lại càng nhiều công pháp? Phó Vân vẫn như cũ bất mãn, nhớ tới quá nhiều, không tốt cảm ngộ à. Tạ Thiên Hoành bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, qua vài ngày ta liền đi 18 châu, Phong Nhi mặc dù chưa từng đột phá, nhưng kiếm ý càng mượt mà, kiếm đạo cảm ngộ sâu hơn, một khi đột phá, thực lực tất nhiên càng mạnh. Phó Vân thở dài một tiếng, nói, ta đột nhiên phát hiện, lúc trước đi nội vực tại sao lại bị ngươi lừa đâu, đều tại ta quá trẻ tuổi. Tạ Thiên Hoành khóe miệng co quắp co lại, nói, phu nhân, ta cũng không có lừa ngươi, đáp ứng ngươi sự tình, ta đều là làm đến, phóng nhãn Bích Hải, kiếm đạo ta là tôn. Ngươi cũng liền tại Bích Hải khoe oai, ta có thể là nghe nói, 18 châu ra một cái kiếm thần, bất quá hơn 20 niên kỷ, đã chấn áp linh vực thiên kiêu. Càng là chắn Thiên Vũ Điện cửa lớn khiêu chiến, chém giết Thiên Vũ Điện thiên kiêu, đang tại một đám Thiên Vũ Điện cường giả mặt cướp đi thần khí, mà Thiên Vũ Điện còn không làm gì được hắn. Phó Vân lườm hắn một cái nói, Tạ Thiên Hoành kinh hãi, hỏi, 18 châu ra như vậy thiên kiêu, hắn tên gọi là gì? Thì thầm trong lòng, sẽ không phải là Hứa Viêm a? Trực tiếp chắn siêu nhiên linh tông sơn môn khiêu chiến, như vậy điên cuồng tác phong, mà còn lại là danh xưng kiếm thần, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Hứa Viêm. Hứa Viêm, kiếm thần Hứa Viêm, tại 18 châu đại danh đỉnh đỉnh đây. Phó Vân mở miệng nói ra, quả nhiên, Tạ Thiên Hoành trong lòng cảm thán, Hứa Viêm hoàn toàn như trước đây a, không hổ là tiền bối đồ đệ, ta còn kém xa lắm. Định cái mục tiêu nhỏ, lúc nào có đủ trấn áp nhạc phụ thực lực, ta liền có thể cuồng hơn. Tạ Thiên Hoành thì thầm trong lòng, 18 châu, còn có cái gì nghe đồn, ví dụ như dùng đao rất lợi hại, ví dụ như đan dược gì đó. Tạ Thiên Hoành hỏi, Phó Vân nghi hoặc nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Không biết, ta đều bận rộn tìm những cái kia xẹp tôn tử tính sổ sách đâu, nào có rảnh hỏi thăm những chuyện này. Tạ Thiên Hoành lắc đầu nói, có một cái gọi là đao tôn Mạnh Sung, cũng là cường đại, gần với Hứa Viêm, còn có trưởng thành các. Nghe đồn đan y tiên tử diệu thủ hồi xuân, có thể khởi tử hồi sinh, đan dược thần hiệu, càng là bất khả tư nghị. Nghe nói, căn cơ tổn hại, linh thể sụp đổ, lâu năm vết thương cũ, đều có thể nhẹ nhõm chữa trị khôi phục. Truyền vô cùng kỳ diệu, cũng không biết thật giả, ta đều muốn đi 18 châu nhìn một chút. Phó Vân nói lên 18 châu tin tức truyền đến, một mặt vẻ khó tin. Tạ Thiên Hoành gật đầu, cái này đều tại dự đoán bên trong, chính mình tại Vân Thiên Bích Hải Thành, đều xông ra như vậy uy danh, Hứa Viêm cùng Mạnh Sung sao lại yếu, sẽ chỉ càng mạnh. Nhìn thoáng qua, tiếp tục mài rũa kiếm ý Tạ Lăng Phong, không nhịn được bất đắc dĩ, nhi tử mình ngược lại là ngừng lại đột nhiên tăng mạnh tình thế. Qua vài ngày, ta mang Phong Nhi đi 18 châu một chuyến đi. Tạ Thiên Hoành lo nghĩ nói, là vì Phong Nhi công pháp sao? Phó Vân hỏi. Tạ Thiên Hoành nhẹ gật đầu, nói, thiên kiêu tranh phong không phải bắt đầu sao? Phong Nhi đi 18 châu mới có cơ hội tham dự, nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào tham dự thiên kiêu chi chiến. Phó Vân thở dài nói, muốn tham dự thiên kiêu chi chiến, sợ rằng không còn kịp rồi. Ngươi cũng biết, có khả năng tham dự thiên kiêu chi chiến quyết chiến thiên kiêu,
thực lực ít nhất đều là ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ cường giả. Vậy nhưng chưa hẳn. Tạ Thiên Hoành cười nhẹ một tiếng nói, ngươi ở đâu ra tự tin, ngươi cũng bất quá mới có thể so với ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ võ giả, Phong Nhi kém đến càng xa hơn, khoảng cách thiên kiêu quyết chiến. Không đến thời gian 3 năm, cho dù Phong Nhi thu hoạch được đến tiếp sau công pháp, chẳng lẽ còn có thể tại trong vòng 2 năm, tu luyện tới có thể so với trí cường giả. Phó Vân nhíu lại đôi mi thanh tú nói, cho nên, muốn đi 18 vừa mới có cơ hội à. Tạ Thiên Hoành vừa cười vừa nói, đi 18 châu, có đan dược phụ trợ tu luyện, lại có thể được đến chỉ điểm, thời gian 2 năm đầy đủ. Đúng lúc này, một tên quản sự vội vàng mà đến. Chuyện gì, là ai muốn tới khiêu chiến Phong Nhi, không thấy. Phó Vân gặp một lần quản sự, liền sầm mặt lại nói, tiểu thư, phủ thành chủ bên ngoài có một cái gọi là Hứa Viêm, tự xưng là tiểu thiếu gia bạn cũ. Quản sự mở miệng nói ra, ha ha, ta Tạ Lăng Phong, cuộc khởi thời điểm đến. Ngay tại tôi luyện kiếm ý Tạ Lăng Phong, nghe đến quản sự lời nói, lúc này phá lên cười. Hứa huynh vậy mà tới tìm ta, thân hình hắn đằng không mà lên, chạy thẳng tới phủ thành chủ bên ngoài đi. Tạ Thiên Hoành khẽ giật mình, Hứa Viêm tới, như thế nói đến, không cần đi 18 châu. Hứa Viêm, chẳng lẽ là 18 châu Hứa Viêm? Phó Vân một mặt vẻ không thể tin được, chợt chừng Tạ Thiên Hoành nói, phụ tử các ngươi có biết hay không Hứa Viêm? Tạ Thiên Hoành gật đầu nói, Phong Nhi kiếm đạo, chính là Hứa Viêm truyền, ta tu luyện kiếm đạo, cũng là đồng xuất nhất mạch, Phong Nhi tu luyện chính là Hứa Viêm võ đạo. Hứa Viêm đứng tại Vân Thiên Thành chủ phủ bên ngoài, không nhịn được cảm thán, cái này Tạ Thiên Hoành thật có chút bản lĩnh. Vậy mà là cái ăn cơm chùa, cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào cưới được Tạ Lăng Phong mẫu thân. Linh vực siêu nhiên Linh Tông Vân Thiên Bích Hải thành thành chủ Thiên Kim, vậy mà gả cho hắn cái này nội vực võ giả, thật là bất khả tư nghị. Chớ nói Phó Vân năm đó người theo đuổi, Hứa Viêm đi tới Vân Thiên Thành, sau khi nghe ngóng Bích Hải kiếm vương ngụ tại phòng nào, liền bị báo cho tại phủ thành chủ. Người kia ngữ khí tràn đầy khinh thường, mặc dù kiếm vương là Bích Hải đệ nhất kiếm đạo võ giả, nhưng là người ăn bám. Đại trưởng phu xem thường, Hứa Viêm nhưng là nhìn ra được, đối phương trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Một đường đi tới Vân Thiên Thành chủ phủ, Hứa Viêm nhìn xem hùng vĩ như một tòa thành lớn phủ thành chủ, không nhịn được cảm thán, không hổ là thống ngự Bích Hải siêu nhiên Linh Tông. Nói thẳng sáng ý đồ đến, Hứa Viêm liền chờ ở. Không bao lâu, một thân ảnh bay vút mà đến, chính là lâu ngày không gặp Tạ Lăng Phong. Hứa huynh, Tạ Lăng Phong lệ nóng doanh tròng, chính mình cuối cùng có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, cuối cùng có thể lại lần nữa hãnh diện, đem đã từng bại tướng dưới tay, lại lần nữa trấn áp xuống dưới. Tạ huynh, đã lâu không gặp. Hứa Viêm nở nụ cười. Từ biệt vài năm, thật là hoài niệm a. Tạ Lăng Phong thổn thức cảm thán. Hứa huynh, nơi này không phải ôn chuyện địa phương, chúng ta đi vào lại ôn chuyện. Tốt, Hứa Viêm gật đầu. Đang muốn cất bước theo Tạ Lăng Phong tiến vào phủ thành chủ, đột nhiên ở giữa, một đạo lạnh lùng chế giễu âm thanh truyền đến. Nha, đây không phải là kiếm vương chi tử, đã từng kiếm đạo thiên kiêu Tạ Lăng Phong nha, hôm nay cũng dám ra cửa. Đối phương đem đã từng hai chữ nhấn mạnh. Tạ Lăng Phong sắc mặt lập tức khó coi, mà Hứa Viêm liền đầu đều chẳng muốn về, tiện tay một bàn tay liền hướng phía sau đánh ra. Ghét nhất con ruồi ở bên tai kêu, ba ngã, lạnh lùng chế giễu người, lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Tạ huynh, đi thôi. Hứa Viêm mở miệng cười nói, quả thật như đập một con ruồi giống như. Tạ Lăng Phong ngơ ngác một chút, chợt lộ ra nụ cười, đây mới là Hứa Viêm tác phong. Mời, mang theo Hứa Viêm bước vào phủ thành chủ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ mà nói, để Hứa huynh chê cười. Người kia tại Vân Thiên Thành bối cảnh không tầm thường, đã từng thua ở ta, thực lực bây giờ mạnh hơn ta, liền lớn lối. Không sao, Tạ huynh rất nhanh liền có thể nghiền ép trở về. Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng. Tạ Lăng Phong thân là thành chủ ngoại tôn, vậy mà còn có người dám châm chọc khiêu khích, có thể thấy được Tạ Lăng Phong cái này yên lặng thiên kiêu là có nhiều nghèo túng. Vân Thiên Thành bên trong quy củ, tiểu bối sự tình, bình thường trưởng bối không ra mặt, phủ thành chủ cũng là như thế. Nhất là Vân Thiên Thành mấy thế lực lớn ở giữa, chỉ cần không nháo ra sinh tử sự tình, trưởng bối đều không ra mặt. Tạ Lăng Phong cười khổ một tiếng giải thích nói, vì không bị đã từng bại tướng dưới tay đánh, hắn đã thật lâu không có đi ra khỏi phủ thành chủ. Thân là kiếm vương chi tử, thành chủ ngoại tôn, đã là bối cảnh không tầm thường, cũng gánh chịu một chút áp lực. Bị người đánh bại, sẽ chỉ ném phủ thành chủ mặt, mà sẽ không có phủ thành chủ cường giả đi ra lấy lại công đạo. Tạ Lăng Phong, ngươi thân là thành chủ ngoại tôn, vậy mà dung túng người công nhiên tập kích ta, ngươi quá cuồng vọng, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, có gan liền đi ra đánh một trận. Đem người giao ra, phủ thành chủ phía trước, công nhiên tập sát thiên kiêu, phải bị tội gì, khẩn cầu phủ thành chủ, bắt xuất thủ hung nhân. Phủ thành chủ bên ngoài, gầm thét thanh âm truyền đến, động tĩnh huyên náo cực lớn,
Hứa Viêm dừng bước. Hứa huynh, không cần phải để ý đến hắn. Việc này ta mẫu thân sẽ xử lý. Tạ Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói. Việc rất nhỏ chính ta sẽ xử lý tốt, không cần làm phiền người. Hứa Viêm nói xong, quay người đi trở về. Tạ Lăng Phong khóe miệng co quắp co lại, cuống quýt đuổi theo. Hắn một mặt đau đầu chi sắc, nhìn bốn phía cha nương mình, làm sao không đến giải vây rồi. Lấy Hứa Viêm tính nết, tự nhiên sẽ càng ồn ào càng lớn. Đại thống lĩnh, có người tại phủ thành chủ trước cửa hành hung, công nhiên khiêu khích Vân Thiên Bích Hải thành, còn mời đại thống lĩnh chủ trì công đạo. Đúng, còn mời đại thống lĩnh chủ trì công đạo. Phủ thành chủ bên ngoài tập hợp không ít người, đều là lúc trước bại tướng dưới tay Tạ Lăng Phong, cùng với cùng Tạ Thiên Hoành có oán thế ra người, chính hưng phấn nắm lấy cơ hội tạo áp lực một phen. Các ngươi muốn tìm ta? Hứa Viêm từ phủ thành chủ đi ra, phủ thành chủ bên ngoài đám người tập hợp rộn rộn ràng ràng, đại bộ phận là đến xem náo nhiệt. Bị đánh tên kia thiên kiêu, giờ phút này chính một cái tay che lấy mặt xương gò má, chỉ vào Hứa Viêm nghiêm nghị nói ra, chính là hắn, công nhiên tại phủ thành chủ trước cửa hành hung, còn mời đại thống lĩnh chủ trì công đạo. Ba ngã, vừa dứt lời, hắn bên kia gò má hung hăng chịu một bàn tay, đầu đều hơi kém đánh sai lệch, cả người đều mộng ngay tại chỗ. Những người còn lại cũng đều mộng, đây là nơi nào đến hung nhân, vậy mà đang tại đại thống lĩnh mặt xuất thủ đánh người. Ngươi, ngươi làm càn. Tên kia thiên kiêu hai tay bụng mặt, hắn cảm giác đầu của mình tựa hồ cũng sưng tấy một vòng. Còn có ai không phục, đứng ra. Hứa Viêm lãnh đạm nhìn chăm chú lên kêu gào đám người nói. Phủ thành chủ bên ngoài vì đó yên tĩnh, quá phách lối. Vân Thiên Thành chưa từng có qua lớn lối như thế người, vậy mà tại phủ thành chủ trước cửa của ngôn. Đại thống lĩnh, ngươi thân là phủ thành chủ giữ gìn trật tự thống lĩnh, người này như vậy cuồng vọng, ngươi còn không đem hắn cầm xuống, ta Vân Thiên Thành uy nghiêm ở đâu? Tên kia bị đánh thiên kiêu trưởng bối, giờ phút này tức giận không thôi mở miệng nói. Phủ thành chủ đại thống lĩnh cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ, người trẻ tuổi này vì sao lớn lối như thế đâu, công nhiên đánh người thì cũng thôi đi, vậy mà còn như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu không phải gặp hắn cùng Tạ Lăng Phong tiểu tử này cùng một chỗ, đã sớm xuất thủ đem tại chỗ giết chết. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ra mặt, đến mức làm sao trừng phạt, giao cho thành chủ định đoạt đi. Dù sao, cái này cùng hắn ngoại tôn có chút quan hệ ở bên trong. Vân Thiên Thành quy củ, phủ thành chủ phía trước, bất luận kẻ nào không được ẩu đả, không được động võ, không được đả thương người, ngươi vi phạm Vân Thiên Thành quy củ, theo ta chạy một chuyến đi. Đại thống lĩnh đứng dậy, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Hứa Viêm liếc đối phương một cái, khinh thường nói, quy củ đều là trói buộc kẻ yếu, đối cường giả không có hiệu quả, cái này cái gì phá quy củ, không quản được trên đầu ta. Hiện trường lại là vì đó yên tĩnh, người vây xem đều mộng bức, đại thống lĩnh ra mặt, đối phương vậy mà y nguyên như vậy cuồng vọng. Chẳng lẽ liền ỷ vào cùng Tạ Lăng Phong quan hệ, đây chính là phủ thành chủ đại thống lĩnh A, trên mặt nổi giữ gìn Vân Thiên Thành trật tự cường giả, vậy mà cũng dám như vậy khiêu khích. Tạ Lăng Phong cũng có chút cảm giác da đầu tê dại. Hắn không nhịn được truyền âm hỏi, Hứa huynh, thấu cái ngọn nguồn A, thực lực của ngươi làm sao, khiêng nổi hay không A? Mặc dù biết Hứa Viêm có lực lượng mới sẽ làm như thế, nhưng trong lòng ít nhiều có chút yếu ớt. Việc nhỏ mà thôi, ta thực lực tạm được, ấn ngoại công ngươi tại trên mặt đất đánh tơi bời không có vấn đề. Hứa Viêm truyền âm trả lời, vậy liền tốt, vậy liền tốt. Tạ Lăng Phong trong lòng thở dài một hơi, đại thống lĩnh tức giận cười, người trẻ tuổi, quy củ chính là quy củ, há lại bởi vì thực lực mạnh liền có thể không tuân thủ. Quy củ là cường giả chế định để duy trì trật tự, có hay không tuân thủ nhìn cường giả tâm tình, chẳng lẽ các ngươi thành chủ cũng sẽ tuân thủ cái này quy củ? Hứa Viêm bình tĩnh nói, tự nhiên chúng ta thành chủ vẫn luôn là dẫn đầu tuân thủ quy củ. Đại thống lĩnh trịnh trọng nói, cho dù thành chủ có thể không tuân thủ quy củ, nhưng cũng không thể công nhiên nói ra. Hứa Viêm khinh thường nói, đó là các ngươi thành chủ không có gặp phải khiêu khích, nếu là gặp cũng có thể tuân thủ cái này cái gì quy củ. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. A, à, nguyên nhân gì? Đại thống lĩnh lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là các ngươi thành chủ quá yếu, chỉ có thể hèn yếu trông coi quy củ. Hứa Viêm lạnh nhạt nói. Đại thống lĩnh ra đầu có chút tê dại, tiểu tử này điên cuồng có chút không biên giới, ngay cả thành chủ đều không coi vào đâu. Chẳng lẽ không biết thế hệ này thành chủ là gần mấy đời thành chủ bên trong thực lực tối cường một cái sao? Người vây xem trợn mắt há hốc mồm, người trẻ tuổi này từ đâu tới? Tại phủ thành chủ phía trước, như vậy cuồng vọng, ngay cả thành chủ đều không để vào mắt. Ngươi làm càn, thành chủ chi uy, há lại ngươi có thể mạo phạm. Đại thống lĩnh gầm thét một tiếng, khí thế bộc phát, ngưng luyện thiên địa pháp tắc khí tức cường giả chi uy, giờ khắc này lộ rõ không thể nghi ngờ. Hắn vốn định kéo dài một chút thời gian, chờ Tạ Lăng Phong mẫu thân, thành chủ hòn ngọc quý trên tay Phó Vân tới giải vây. Kết quả bóng người đều không thấy,
ngược lại người trẻ tuổi này ngay cả thành chủ đều mạo phạm. Cái này, hắn không xuất thủ không được. Ngươi quá yếu, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ tốt. Hứa Viêm lắc đầu nói, bản thống lĩnh yếu. Đại thống lĩnh tức giận đến đỏ mặt, đưa tay một chảo, một sợi thiên địa pháp tắc lực lượng bị hắn ngưng tụ đến, hóa thành một cái cự thủ, chộp tới Hứa Viêm. Người trẻ tuổi, xưng tên ra, lại nhìn ngươi. Đại thống lĩnh lời còn chưa dứt, Hứa Viêm đưa tay một điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên mà ra, một kiếm phía dưới, liền đem hắn cự thủ chảm diệt. Ngay sau đó, Hứa Viêm bước ra một bước, thân hình trong một chớp mắt, đã đến đại thống lĩnh trước mặt. Không tốt, đại thống lĩnh thần sắc đại biến, người này thực lực vì sao cường đại như thế? Nhìn niên kỷ của hắn, cũng bất quá hơn 20 tuổi mà thôi à. Nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đánh ra, khí thế nhấp nhô, trên thân ba đầu huyền ảo khí tức vờn quanh, thiên địa pháp tắc lực lượng tụ đến, hóa thành cường đại công kích. Hứa Viêm như là thần sắc bình tĩnh, bàn tay trực tiếp lộ ra, một chưởng này giống như sơn hà bao trùm, trong một chớp mắt, một đạo sơn hà hiện lên mà ra, đem đại thống lĩnh công kích toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó sơn hà trực tiếp đem đại thống lĩnh bao trùm. Ầm ầm, giờ khắc này, đại thống lĩnh hoảng sợ phát hiện chính mình không cách nào ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng mà đến rồi, phảng phất nhận lấy một tầng ngăn trở. Trừ phi đánh vỡ tầng này ngăn trở mới có thể tập hợp thiên địa pháp tắc lực lượng. Đây là cái gì công pháp? Còn không đợi hắn làm ra cách đối phó, một cái tay đã dò xét tới, bắt lấy hắn cổ áo, nâng hắn lên. Ta đều nói, ngươi quá yếu. Đại thống lĩnh sắc mặt đỏ lên, toàn thân lực lượng bị triệt để giam cầm, một điểm sức phản kháng đều không có. Hứa Viêm thỏa mãn nhẹ gật đầu, ý nghĩ của mình quả nhiên không sai, trực tiếp dùng sơn hà kiếm ý, hóa thành một đạo sơn hà bình chướng. Ngăn trở linh vực võ giả ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng, liền có thể cực lớn suy yếu bọn hắn thực lực. Cho dù chỉ có thể ngăn trở một nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này cũng đầy đủ phân thắng bại, phân sinh tử. Đương nhiên, đây cũng là Hứa Viêm sơn hà kiếm đạo, đã phi thường cường đại cùng ngưng luyện, mới có thể làm đến một bước này. Cũng là đại thống lĩnh khinh địch phía dưới, lại chưa từng ngờ tới thiên địa pháp tắc lực lượng sẽ bị ngăn trở nguyên nhân. Từ đại thống lĩnh xuất thủ, đến bị Hứa Viêm bắt, bất quá trong nháy mắt. Đợi đến người vây xem lấy lại tinh thần, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đại thống lĩnh lại bị bắt, mà còn, tựa hồ không hề có lực hoàn thủ a. Người trẻ tuổi này là ai? Vì sao có như thế thực lực cường đại? Liền che lấy sưng tấy gò má tên kia thiên kiêu, giờ phút này đều sợ ngây người, mặt đều cảm thấy không đau. Dù sao liền đại thống lĩnh đều không có lực phản kháng chút nào, hắn tính là gì? Có khả năng bảo vệ một cái mạng tại, đều là đối phương hạ thủ lưu tình. Các hạ người nào? Đại thống lĩnh mặt đen thui, kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm cười nhạt một tiếng, xách theo đại thống lĩnh cùng Tạ Lăng Phong cùng một chỗ, tiến vào phủ thành chủ, tiện tay liền đem đối phương thả ra. Tạ huynh, đi thôi. Hứa Viêm vừa cười vừa nói, tốt. Tạ Lăng Phong gật đầu, trong lòng cảm thán, không hổ là Hứa Viêm a, bất luận là tại nội vực, vẫn là đi tới linh vực, hoàn toàn như trước đây cường đại, hoàn toàn không có trước đây đánh đâu thắng đó a. Kiếm thần Hứa Viêm, đại thống lĩnh ngẩn ngơ, chợt tê cả da đầu, hắn nghĩ tới một cái người, đã từng chắn Thiên Vũ Điện Sơn Môn khiêu chiến, càng là công nhiên cướp đi Thiên Vũ Điện thần khí lãnh tuyệt đao tuyệt thế thiên kiêu. Hắn, vậy mà đến Vân Thiên Thành, mà còn, trực tiếp tại trong phủ thành chủ đánh người. Cái này, ngược lại là vô cùng phù hợp đối phương hành vi tác phong, năm đó cũng dám chắn Thiên Vũ Điện Sơn Môn khiêu chiến. Mấy năm trôi qua, thực lực càng là cường đáng sợ, tại phủ thành chủ đánh người tính là gì? Giết người đều chỉ là chuyện nhỏ con a. Phủ thành chủ bên ngoài, người vây xem đều là khẽ giật mình. Kiếm thần Hứa Viêm, kiếm vương nếu là nghe đến hắn cái này tên tuổi, chẳng phải là muốn tức điên. Có người thầm nói, ngươi biết cái gì? Kiếm thần Hứa Viêm là 18 châu tuyệt thế thiên kiêu, năm đó chắn Thiên Vũ Điện Sơn Môn khiêu chiến, đang tại một đám Thiên Vũ Điện cường giả mặt, cướp đi Thiên Vũ Điện thần khí hung nhân. Ta nói đâu, làm sao sẽ có như thế điên của người, nguyên lai là Hứa Viêm a, cái kia bình thường. Kỳ thật ta đã sớm đoán được, phóng nhãn linh vực, có thể như vậy điên của người, ngoại trừ Hứa Viêm, ta nghĩ không đến cái thứ hai à. Hứa Viêm vậy mà đến Vân Thiên Thành, mà còn tựa hồ cùng Tạ Lăng Phong cái này yên lặng thiên kiêu giao tình thâm hậu, cái này náo nhiệt. Các ngươi nói, Hứa Viêm như vậy khiêu khích, thành chủ có thể hay không xuất thủ trấn áp Hứa Viêm? Sẽ không, thành chủ xuất thủ trấn áp Hứa Viêm, thành công bị châm biếm lấy lớn HEP nhỏ, thất bại, vậy liền mặt mũi mất hết, làm sao sẽ mạo hiểm đây? Ngươi lớn mật a, ngươi cũng dám chất vấn thành chủ thực lực. Danh xưng thiên hạ kiếm đạo ta là tôn, chắn Thiên Vũ Điện Sơn Môn khiêu chiến, đang tại Thiên Vũ Điện chúng cường giả mặt cướp đi thần khí, chưa từng tuân thủ quy củ Hứa Viêm, đến Vân Thiên Bích Hải Thành. Thông tin nháy mắt càn quét bốn phương, truyền khắp Vân Thiên Bích Hải Thành. Dần dần, càng có tin tức ngầm truyền ra,
Hứa Viêm là đến trấn áp Bích Hải Thiên Kiêu, hắn phải nói cho Linh Vực Thiên Hạ, Thiên Kiêu hắn là tôn. Thông tin truyền ra, Bích Hải Thiên Kiêu sôi trào. Chỉ là Hứa Viêm xuất thủ bắt xuống đại thống lĩnh thực lực, để vô số Bích Hải Thiên Kiêu nhụt chí, đánh không lại, thật đánh không lại à. Nhưng cũng có không phục Thiên Kiêu, muốn đánh với Hứa Viêm một trận. Vân Thiên Bích Hải Thành, bởi vì Hứa Viêm đến mà thay đổi đến ồn ào náo động. Phủ thành chủ một tòa trên nhà cao tầng, Phó Thiên Hải đứng ở trong hành lang, tại hắn tả hữu phân biệt đứng Tạ Thiên Hoành cùng Phó Vân. Lúc đầu Phó Vân chuẩn bị đi giải vây, nhưng bị Phó Thiên Hải tự chế dừng lại. Không hổ là Hứa Viêm a. Tạ Thiên Hoành cảm thán một tiếng nói, đón lấy, liếc chính mình nhạc phụ một cái, nhìn thấy đi, không cho đi giải vây, hiện tại mất mặt chính là phủ thành chủ đi. Phó Thiên Hải mặt đều đen, đưa tay đặt tại trên bả vai Tạ Thiên Hoành, cười nói, ngươi dám chất vấn quyết định của ta, ai cho ngươi dũng khí a? Đừng tưởng rằng ngươi có kiếm vương chi danh, đã cảm thấy chính mình rất lợi hại. Trong mắt ta, ngươi còn chưa đủ nhìn a. Tạ Thiên Hoành nhe răng trợn mắt, hắn giờ phút này giống như bị một tòa núi lớn đè lên, toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Cái này nhạc phụ thực lực là thật quá mạnh. Bất quá hắn không phục, hừ hừ nói, ta nếu là cùng ngươi cùng cảnh giới, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Lấy cảnh giới đè người cũng là bằng thực lực. Phó Thiên Hải cười lạnh, a, ta nếu là ngươi cái này niên kỷ, cảnh giới đã sớm vung ngươi bây giờ mấy con phố. Có được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, tu luyện thời gian dài như vậy mới như thế chút thực lực, nếu là ta tuyệt đối sẽ cảm thấy mất mặt. Tạ Thiên Hoành y nguyên mạnh miệng. Phó Thiên Hải năm ngón tay nắm chặt, trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi quá bất hiếu. Oanh, thảo, lấy lớn HEP nhỏ, ngươi mất mặt hay không? Nhạc phụ đánh nữ tế, ném người nào? Phó Vân một mặt bất đắc dĩ, Tạ Thiên Hoành vừa tới thời điểm, vẫn là rất điệu thấp, không một chút nào tùy tiện, đối nhạc phụ nói gì nghe nấy, các loại lấy lòng. Làm nàng đều một lần hoài nghi, Tạ Thiên Hoành có còn hay không là chính mình lúc trước người quen biết, vậy mà sửa lại tính nết. Kết quả, thực lực tăng lên đi lên về sau, cuối cùng lại khôi phục tùy tiện dáng dấp. Cha, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Phó Thiên Hải nghe xong, hạ thủ nặng hơn. Trong đình viện, Hứa Viêm cùng Tạ Lăng Phong ôn chuyện về sau, liền bắt đầu truyền Tạ Lăng Phong thần nguyên cảnh võ đạo chi pháp, đồng thời đem đan dược lấy ra, phụ trợ Tạ Lăng Phong tu luyện. Tạ huynh, ngươi tại thần ý cảnh viên mãn, đã mài giũa thời gian rất lâu, nội tình có một chút tích lũy, nhưng còn chưa đủ. Lại tích lũy một chút nội tình, đột phá thời điểm, thuế biến thăng hoa bản thân, vừa vào thần nguyên cảnh, thực lực liền có thể càng mạnh. Hứa Viêm chỉ điểm lấy nói, tiếp xuống nửa tháng, Hứa Viêm đều đang chỉ điểm Tạ Lăng Phong tu luyện, chỉ điểm kiếm đạo của hắn. Mãi đến Tạ Lăng Phong tích lũy đầy đủ nội tình, bắt đầu bế quan đột phá thần nguyên cảnh lúc, Hứa Viêm mới nhìn thấy xa cách từ lâu Tạ Thiên Hoành, cùng với Tạ Lăng Phong mẫu thân, thành chủ Thiên Kim Phó Vân. Chỉ là, Tạ Thiên Hoành sưng mặt sưng mũi, phảng phất bị người đánh tơi bời một trận. Hắn không nhịn được tò mò, Bích Hải Kiếm Vương bị người nào phá tan đánh. Có chữa thương đan dược nha, cho ta một cái, lão nhi kia hạ thủ quá độc ác. Tạ Thiên Hoành bụng mặt nói, mấy ngày, một cỗ lực lượng quấn quanh ở trên mặt hắn, làm cho hắn không cách nào khôi phục thương thế. Như thế diện mạo, tự nhiên là không thể ra ngoài rồi, nếu không chẳng phải là có hại kiếm vương chi uy. Hứa Viêm bừng tỉnh, nguyên lai là bị nhạc phụ đánh a. Đem một bình đan dược đưa cho Tạ Thiên Hoành, lại là một phen ôn chuyện. Tạ Thiên Hoành giới thiệu Phó Vân, vừa nhắc tới Phó Vân, hắn liền đắc ý không thôi. Chính mình lúc trước tại nội vực, liền cưới được Phó Vân cái này thân phận tôn sùng linh vực thiên chi kiều nữ. Phong nhãn nội vực không người có thể so sánh, đây cũng là hắn ban đầu ở nội vực, xem ai đều là phế vật nguyên nhân. Kiếm đạo có chút dừng lại, ta luôn cảm giác kém một chút mới có thể đột phá. Tạ Thiên Hoành thở dài một hơi, hắn là hướng Hứa Viêm thỉnh giáo kiếm đạo bên trên cảm ngộ. Hứa Viêm tiếp xuống, dĩ nhiên là chỉ điểm Tạ Thiên Hoành kiếm đạo một phen. Mới vừa chỉ điểm xong Tạ Thiên Hoành kiếm đạo, một tên quản sự vội vàng mà đến, nói, tiểu thư, Vạn Tinh Võ Đạo Viện Lê Thiệu, điểm danh muốn khiêu chiến Hứa Viêm Hứa công tử. Lê Thiệu, Phó Vân kinh ngạc không thôi. Tạ Thiên Hoành hơi nhíu mày, nói, người này, làm sao tới khiêu chiến? Hứa Viêm lông mày nhíu lại, tò mò nói, Lê Thiệu, thực lực làm sao? Lê Thiệu được vinh dự Vạn Tinh Võ Viện, đương đại thiên kiêu số 1, thậm chí có Bích Hải Thiên Kiêu số 1 danh xưng, nghe nói đã ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức. Phó Vân giới thiệu nói. Tạ Thiên Hoành nói bổ sung, nghe đồn Lê Thiệu thân có linh thể. Hứa Viêm hứng thú, một mực làm nghe linh thể thiên kiêu, nhưng thủy chung chưa thể một trận chiến, cái này Lê Thiệu vậy mà là linh thể thiên kiêu, khó trách đã ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức. Linh thể càng thân cận thiên địa linh cơ, càng dễ dàng ngưng luyện thiên địa linh cơ cùng thiên địa pháp tắc khí tức. Nhìn hướng quản sự nói, nói cho Lê Thiệu, muốn khiêu chiến ta có thể đánh bại cái kia đại thống lĩnh, nếu không hắn không có tư cách khiêu chiến ta.
Mặc dù đối linh thể thiên kiêu hiếu kỳ, bất quá cũng không phải người nào đều có tư cách khiêu chiến hắn. Đánh bại đại thống lĩnh về sau, lại đến khiêu chiến hắn. Nếu là liền đại thống lĩnh đều không thể đánh bại, cũng đừng nghĩ khiêu chiến hắn. Cái này, quản sự nhìn hướng Phó Vân, được đến Phó Vân sau khi cho phép, cái này mới vội vàng rời đi. Không bao lâu, quản sự lại vội vàng mà đến. Tiểu thư, Hải Linh tộc Hải Ba, điểm danh muốn khiêu chiến Hứa công tử. Phó Vân lại lần nữa kinh ngạc. Hải Ba là Hải Linh tộc đương đại tối cường thiên kiêu, nghe đồn huyết mạch không tầm thường, là đương đại Hải Linh tộc trưởng tôn nữ. Nghe đồn ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức, cùng Lê Thiệu cùng xưng là Bích Hải song kiêu. Phó Vân giới thiệu nói, quy củ cũ, đánh bại đại thống lĩnh, ta liền tiếp thu khiêu chiến. Hứa Viêm vung tay lên nói, quản sự lại vội vàng rời đi. Đại thống lĩnh sắc mặt rất đen, nhìn xem khí thế hùng hổ, tới khiêu chiến hắn một nam một nữ, hắn gần như muốn thổ huyết. Đối phương vốn là tới khiêu chiến Hứa Viêm, kết quả Hứa Viêm xếp đặt cánh cửa, chỉ có đánh bại hắn mới tiếp thu khiêu chiến. Cái này để hắn rất phiền muộn, trong lòng thậm chí hối hận, lúc trước liền không nên xuất thủ. Hiện tại tốt, ai cũng biết hắn đại thống lĩnh, không phải Hứa Viêm một hiệp chi địch. Đại thống lĩnh, xin chỉ giáo. Lê Thiệu trong tay cầm một cây thương, trầm giọng mở miệng nói. Đại thống lĩnh mặt đen lại, nhìn chằm chằm Lê Thiệu nói, ta nhận thua, hiện tại ngươi có thể đi khiêu chiến Hứa Viêm. Há biết Lê Thiệu lắc đầu nói, ta Lê Thiệu, sao lại làm loại này giở trò dối trá sự tình, thiên kiêu chí chiến. Vậy liền đường đường chính chính giao phong, nếu là không cách nào đánh bại đại thống lĩnh, vậy liền nói rõ ta không có tư cách khiêu chiến Hứa Viêm. Đại thống lĩnh, còn mời ngươi tôn trọng một cái ta. Nhìn xem lôi thôi lếch thếch, tóc ngắn nồng đậm, giữ lại ngắn ngủi sợi râu Lê Thiệu, đại thống lĩnh gần như muốn thổ huyết. Có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy, mẹ nó, hắn mặt đen lại, nhìn hướng Hải Ba, nói, ta nhận thua, ngươi đi khiêu chiến Hứa Viêm đi. Ngươi đánh rắm, ta Hải Ba nhưng là muốn làm Hải Linh vương người, sao lại giở trò dối trá. Ngươi đại thống lĩnh không muốn mặt, ta Hải Ba muốn mặt, ta mẹ nó. Đại thống lĩnh sắc mặt càng đen hơn, Hải Ba là Hải Linh tộc bảo bối, cho dù nói năng lỗ mãng, hắn cũng không thể tránh được, nha đầu này tính tình cứ như vậy, toàn bộ Bích Hải đều nổi danh. Hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, các ngươi ra tay đi. Hải Ba trong tay nắm lấy một thanh màu xanh thẳm cái nĩa, đây là Hải Linh tộc thần khí một trong phần hải xoa. Chỉ thấy nàng xinh đẹp trên mặt, lộ ra vẻ giận dữ nói, đại thống lĩnh, ngươi đây là xem thường ai đây, ngươi có tư cách để ta cùng Lê Thiệu liên thủ sao? Lê Thiệu gật đầu, bày tỏ tán đồng. Đại thống lĩnh cái mũi đều kém chút tức điên, tay hắn vừa nhấc, một thanh đao tại tay, mặt đen lại nói, người nào xuất thủ trước? Lê Thiệu nhìn thoáng qua Hải Ba, ta xuất thủ trước, đánh bại hắn, ngươi lại ra tay, phần thắng liền cao. Ngươi đánh rắm, ta Hải Ba, sao lại lấy người tiện nghi? Nhưng mà, bởi vì ai xuất thủ trước vấn đề, Lê Thiệu cùng Hải Ba trước đánh. Đại thống lĩnh gần như thổ huyết, cái này mẹ nó trong mắt, còn có hay không ta cái này đại thống lĩnh? Tựa hồ, từ khi Hứa Viêm sau khi đến, chính mình cái này đại thống lĩnh chi uy, duy trì liên tục trượt bên trong. Tạ Lăng Phong đột phá thần nguyên cảnh, Hứa Viêm không có chờ đến Lê Thiệu cùng Hải Ba khiêu chiến, cũng không có quan tâm hai người này, nói chung tựa hồ không thể chiến thắng đại thống lĩnh đi. Đã như vậy, vậy liền không có tư cách khiêu chiến chính mình. Tạ Lăng Phong đột phá lúc, cũng thuế biến thăng hoa bản thân, võ đạo căn cơ chân chính triệt để, chuyển hóa thành đại hoang võ đạo căn cơ, đồng thời thu được linh cốt. Mới vào thần nguyên cảnh Tạ Lăng Phong, mặc dù còn lâu mới có được Hứa Viêm lúc trước lúc thực lực, bất quá chiến thắng luyện thần đỉnh phong võ giả, nhưng là không có vấn đề gì cả. Dù cho là ngưng luyện một sợi thiên địa linh cơ võ giả cũng có thể một trận chiến. Thực lực của hắn bây giờ đã không thua bởi Tạ Thiên Hoành bao nhiêu. Thần nguyên cảnh huyền diệu không chỉ như thế, Tạ Lăng Phong thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, có thể lại lần nữa đem đã từng bại tướng dưới tay, lại lần nữa dẫm tại dưới chân. Theo kiếm đạo cảm ngộ tăng lên, Tạ Lăng Phong một khi đột phá thần nguyên cảnh viên mãn, thực lực sẽ không thua Vân Thiên Thành Chủ, thậm chí càng cường một chút. Bất luận làm sao, Tạ Lăng Phong cũng là thiên kiêu, thực lực không thể lấy võ giả tầm thường mà nói. Hứa Viêm bắt đầu truyền thụ Tạ Lăng Phong thần thông cảnh võ đạo chi pháp, cái này cần một chút thời gian kỹ càng giảng giải, để Tạ Lăng Phong chẳng những có thể khắc ghi hạ công pháp, càng có thể minh ngộ công pháp. Truyền thụ xong thần thông cảnh võ đạo chi pháp về sau, Hứa Viêm đem thần tướng cảnh công pháp cũng truyền thụ cho Tạ Lăng Phong. Đến mức phá hư cảnh võ đạo chi pháp, hắn cũng không có tìm hiểu ra đến, tự nhiên không thể nào truyền thụ. Huống chi, đối với Tạ Lăng Phong mà nói, thần thông cảnh đều có chút xa xôi, càng không nói đến thần tướng cảnh. Đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu, về sau lại truyền phá hư cảnh công pháp cũng không muộn. Truyền thụ xong Tạ Lăng Phong công pháp, chỉ điểm kiếm đạo, lưu lại đan dược về sau, chuyến này Vân Thiên Bích Hải thành chuyến đi liền đã qua một đoạn thời gian. Hứa Viêm sau đó muốn đi thăm dò Bích Hải, tìm kiếm Bích Hải thần vật.
Phó Vân đem một phần Bích Hải hải đồ đưa cho Hứa Viêm, phía trên có quan hệ với Bích Hải một chút hung hiểm chi địa, bảo địa, thậm chí khả năng xuất hiện thần vật hải vực. So với lúc trước Thải Linh Nhi giới thiệu muốn kỹ càng nhiều lắm. Đang lúc Hứa Viêm chuẩn bị cáo từ rời đi, thăm dò Bích Hải, tìm kiếm thần vật thời điểm, Lê Thiệu cùng Hải Ba, vậy mà tới khiêu chiến. Hai người đều phân biệt đánh bại đại thống lĩnh. Cái này khiến Hứa Viêm rất ngạc nhiên, một phen giải mới biết được, ngày đó Lê Thiệu cùng Hải Ba. Bởi vì ai xuất thủ trước đánh bại đại thống lĩnh vấn đề phát sinh xung đột, kết quả hai người đánh lên, lẫn nhau đều thụ thương. Chỉ có thể tĩnh dưỡng mấy ngày, lại phân biệt đánh bại đại thống lĩnh, hướng hắn khiêu chiến. Vậy liền để ta gặp một lần, Bích Hải Thiên Kiêu bản lĩnh đi. Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng, chiến đấu chi địa, tuyển chọn tại Vân Thiên Bích Hải Thành bên ngoài trên biển. Thông tin truyền ra, Vân Thiên Bích Hải Thành oanh động. Vô số võ giả tập hợp tại quyết chiến hải vực, chờ đợi Thiên Kiêu đại chiến tiến đến. Một phương là Bích Hải tối cường Thiên Kiêu, một phe là đến từ 18 châu kiếm thần Hứa Viêm, đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Hứa Viêm ngạo nghễ mà đứng ở trên mặt biển, nhìn hướng đối phương hai người. Lê Thiệu cho người một loại lang thang thanh niên cảm giác, lôi thôi lếch thếch, tóc ngắn mà lộn xộn, tích chữ ngắn ngủi sợi râu, trong tay nắm lấy một cây thương. Hải Ba dung nhan xinh đẹp, dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực ngạo nhân, cầm trong tay một thanh phân hải xoa. Các ngươi hai cái xuất thủ một lượt đi, ta thời gian đang gấp. Hứa Viêm cầm kiếm tại tay, lạnh nhạt nói: "Hứa Viêm, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, nhưng ta Lê Thiệu, khinh thường cùng người liên thủ, thắng liền thắng được quang minh lỗi lạc, bại cũng muốn bị bại quang minh lỗi lạc, ta cũng không phải 18 châu những cái kia linh tông đồ vô sỉ." Lê Thiệu cầm thương lướt sóng mà đến, theo hắn không ngừng tiến lên, khí thế không ngừng khuấy động, oanh, sóng biển dâng lên, giống như hóa thành một thanh đại thương. Lê Thiệu trên thân linh quang hiện lên, thiên địa pháp tắc lực lượng tập hợp, cùng hắn linh thể dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là linh thể a. Hứa Viêm cảm thán một tiếng, linh thể thân cận linh khí, thân cận thiên địa linh cơ, đồng dạng càng cùng thiên địa lực lượng pháp tắc phù hợp, cho nên càng dễ dàng ngưng tụ thiên địa pháp tắc lực lượng, đồng thời có thể cùng thiên địa lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng ngưng luyện ba đạo thiên địa pháp tắc khí tức. Đây cũng là Lê Thiệu thực lực mạnh tại đại thống lĩnh nguyên nhân. Hứa Viêm một kiếm chém ra, Bích Hải hóa sơn hà, sóng lớn biến thành vô số thanh kiếm, trong một chớp mắt sơn hà vạn kiếm khuấy động mà ra, giết. Lê Thiệu thần sắc cứng lại, trường thương vung vẩy ở giữa, không ngừng bắn bay sóng biển biến thành kiếm, lướt sóng tiến lên, thẳng tiến không lùi, một người một thương, phảng phất muốn giết xuyên sơn hà, tan vỡ vạn kiếm. Oanh, Hứa Viêm đưa tay nắm chặt, bốn phía sóng biển dâng lên, hóa thành từng chuôi cự kiếm, trong nháy mắt, cự kiếm vờn quanh, kiếm trận hiển uy. Bất quá trong một chớp mắt, Lê Thiệu liền bị vây ở kiếm trận bên trong, đỡ trái hở phải, không cách nào lao ra. Ngươi không xuất thủ sao? Hứa Viêm nhìn hướng Hải Ba mới nói: "Hừ, vậy liền gặp một lần ngươi." Hải Ba vẻ mặt nghiêm túc, trong tay phân hải xoa một điểm, sóng biển tách ra, chợt một cỗ sóng to gió lớn lực lượng từ Bích Hải bên trong hiện lên mà ra. Hải Linh tộc, trong biển bá chủ, Bích Hải là Hải Linh sân nhà. Hải Ba mượn Bích Hải chi uy, cả người bị Bích Hải bao phủ ở bên trong, che giấu tự thân vết tích, hướng Hứa Viêm phát động tiến công. Hứa Viêm khẽ mỉm cười, đạp chân xuống mặt biển, ầm vang một tiếng, một đầu hoàng kim cự long đang sóng lớn bên trong hiện lên, trong một chớp mắt, Hải Ba liền bị bức ra Bích Hải, thậm chí nàng mất đi mượn Bích Hải lực lượng, phảng phất một vùng biển này đã đổi chủ nhân. Người quan chiến tất cả đều hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì, triệu hoán chân long sao? Chân long hình ý đã có đủ một chút chân long năng lực, ngự hải chi có thể, hải linh tộc lại như thế nào có thể cùng chân long so sánh đâu? Tại hoàng kim cự long xuất hiện một khắc này, cuộc chiến đấu này thắng bại đã không có huyền niệm, thắng bại đã phân. Phó Thiên Hải cảm thán nói. Tại bên cạnh hắn chính là Hải Linh tộc tộc trưởng, giờ phút này thần sắc hắn bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói: "Hứa Viêm công pháp này quả thật thần diệu a, mô phỏng theo chân long chi uy sao? Linh vực thiên kiêu Hứa Viêm là tôn, dù ai cũng không cách nào dung chuyển." Phó Thiên Hải cười nói: "18 châu siêu nhiên linh tông những người kia cũng vô pháp dung chuyển." Hải Linh tộc trưởng kinh ngạc nói: "Ngươi cảm thấy Lê Thiệu cùng Hải Ba sẽ thua bởi những người kia sao?" Phó Thiên Hải cười nhẹ một tiếng nói: "Siêu nhiên linh tông nhiệm vụ là cái gì, hắn cái này thành chủ sao lại không biết được? Vân Thiên Bích Hải Thành cũng là thuộc về siêu nhiên linh tông liệt kê." Hải Linh tộc trưởng nhẹ gật đầu, đổi một cái đề tài nói: "Thiên kiêu chi chiến, Bích Hải tham dự sao? Để người trẻ tuổi chính mình quyết định có tham dự hay không, thần kiêu mở ra sắp đến, cơ duyên lại tới, người ta cũng nên đăng lâm thần kiêu, đi hướng thần kiêu bờ bên kia." Phó Thiên Hải vừa cười vừa nói. Hải Linh tộc trưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn hướng chiến trường, người đều đông lạnh choáng váng, mấy ngày nay tạm thời một chương, điều chỉnh một chút.
thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Lê Thiệu cùng Hải Ba liên thủ đều bại, theo Bích Hải hai đại thiên kiêu bị thua, cũng mang ý nghĩa Hứa Viêm trấn áp Bích Hải thế hệ này tất cả thiên kiêu. Kiếm thần Hứa Viêm chi danh, bắt đầu từ hôm nay, danh trấn Bích Hải. Đánh bại Lê Thiệu cùng Hải Ba về sau, Hứa Viêm không có lưu lại, Độn Hải Châu hiện lên, hắn đứng trên Độn Hải Châu. Hướng Tạ Lăng Phong phất phất tay, Độn Hải Châu hóa thành một đạo màu lam nhạt tia sáng, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trước đi gần nhất một cái Bích Hải bảo địa, tiếp lấy lại đi Bích Hải Tuyệt Uyên, cuối cùng đi Bích Hải Hắc Đàm, sau đó không sai biệt lắm nên trở về đi 18 châu, tham dự Thiên Kiêu quyết chiến. Hứa Viêm đứng trên Độn Hải Châu, nhìn xem trong tay hải đồ, đối với kế tiếp thăm dò lộ tuyến làm ra quyết định. Mà Tạ Lăng Phong, giờ phút này chính nhìn xem đã từng bại tướng dưới tay, lộ ra nụ cười, từ hôm nay trở đi, những này bại tướng dưới tay đều đem lại lần nữa bị hắn dẫm tại dưới chân. Hứa Viêm tại Bích Hải tìm kiếm thần vật, mà Mạnh Sung cũng tại hành tẩu linh vực, cảm ngộ tự thân võ đạo. Thiên Lăng Châu, yêu tộc sáng lập về sau, đối Thiên Lăng Châu khống chế, đang không ngừng tăng cường, thậm chí bắt đầu huấn luyện được một chi quân tới. Yêu tộc Thánh Điện, chỗ ở Xích Miêu. Giờ phút này, Xích Miêu chính ôm Chu Hành Chính bả vai, lợi chảo vô tình hay cố ý đưa ra ngoài, ở trước ngực Chu Hành Chính đung đưa, móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhìn đến Chu Hành Chính tê cả da đầu. Không sai, Chu huynh đệ quả nhiên là cái hiểu mua bán người, tiếp xuống chúng ta làm một vố lớn, cùng một chỗ phát tài. Xích Miêu phi thường hài lòng nói. Chu Hành Chính nhưng là khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác chính mình tiếp tục cùng cái này mập hổ hợp tác đi xuống, sợ rằng sẽ bị người đánh chết. Quá mẹ nó thất đức à. Thanh Châu là một cái giàu có địa phương, tiếp xuống chúng ta muốn đem thị trường mở rộng đến Thanh Châu, Chu huynh đệ ngươi cho rằng làm sao? Xích Miêu trên móng vuốt lộ ra ngoài lợi chảo, lắc lư mấy lần hỏi. Ta cho rằng là một cái cực kỳ tốt chủ ý, ta nhất định sẽ đem Thanh Châu thị trường mở ra. Chu Hành Chính một mặt nghiêm nghị nói. Rất tốt, vậy liền phiền phức Chu huynh đệ ngươi. Xích Miêu nâng lên móng vuốt, vỗ vỗ Chu Hành Chính bả vai, lộ ra nụ cười. Đại vương, loại này sinh ý, làm không lâu dài à, nếu không chúng ta đổi một cái phương pháp. Chu Hành Chính lo nghĩ, gạt ra nụ cười nói. Không cần lâu dài, đây chính là một bút mua bán, cho nên ngươi muốn duy nhất một lần, tìm kiếm một nhóm lớn hộ khách. Xích Miêu trầm giọng nói. Cái kia, tốt à. Chu Hành Chính nhận mệnh, hy vọng lần này có khả năng thuận lợi đi. Xích Miêu đem một cái túi đựng đồ giao cho hắn, nói, trong này có ngự lệnh 300 cái, trong đó siêu lục giai ngự lệnh 6 cái, ngươi phải biết làm thế nào đi. Biết, Chu Hành Chính tiếp nhận túi đựng đồ, tay cũng hơi có chút run rẩy, nhưng không thể không làm. Mẹ nó đều lên thuyền hải tặc, muốn xuống thuyền, không phải dễ dàng như vậy. Chu Hành Chính rời đi Thiên Lăng Châu, tiến vào Thanh Châu chi địa, bắt đầu bán ngự lệnh, bán linh thú. Không sai, Chu Hành Chính cùng Xích Miêu hợp tác làm sự tình, chính là bán linh thú. Nếu là bình thường bán, Chu Hành Chính ngược lại sẽ không như vậy lo lắng đề phòng, chỉ vì cái này mua bán không bình thường à. Ngự lệnh là giả dối, căn bản là không có cách ngự sử linh thú. Mà bán đi linh thú về sau đâu, Xích Miêu liền dẫn đầu một đám linh thú, giết vào người mua trong nhà, lấy đối phương lừa bán yêu tộc tội danh, yêu cầu đối phương bồi thường tổn thất. Mua linh thú võ giả người đều hù chết, một đám siêu lục giai linh thú đánh tới, có thể bảo vệ mệnh cũng không tệ rồi, nào còn dám cò kè mặc cả. Tiện nghi mua một cái linh thú, kết quả toàn bộ thân gia đều bồi đi ra, linh thú cũng không có, thua thiệt mặt đều xanh biếc. Chu Hành Chính nghiêm trọng hoài nghi, chính mình cái này linh thú con buôn, khả năng sẽ bị vây đánh đánh chết. Thanh Châu là siêu nhiên linh tông ngự linh phủ địa bàn, là cực kỳ giàu có một châu, võ giả nơi này đều thích ngự sử linh thú, thích bắt lấy linh thú. Chu Hành Chính bán linh thú giá cả rẻ tiền, tự nhiên nhận lấy hoan nghênh, mà còn mua bán linh thú, vậy mà đều là lục giai linh thú, thậm chí có siêu lục giai linh thú. Cái này Thanh Châu Linh Tông ngồi không yên, dùng thủ đoạn gì mới ngự sử siêu lục giai linh thú? Phải biết, toàn bộ Thanh Châu chỉ có Ngự Linh phủ mới có siêu lục giai linh thú tồn tại. Cuối cùng, Ngự Linh phủ một tên trưởng lão tìm tới Chu Hành Chính, muốn mua hạ hắn tất cả linh thú. Chu Hành Chính một lời đáp ứng. Giao dịch địa phương tại Ngự Linh phủ một chỗ phân viện bên trong, linh thú bị Chu Hành Chính điều động đến, trong đó mấy cái siêu lục giai linh thú là một đường chửi ầm lên mà đến. Ngự Linh phủ nhân tài bừng tỉnh, tiểu tử này vậy mà như thế biết lừa gạt linh thú, liền siêu lục giai linh thú đều bị lừa. Ngự Linh phủ trưởng lão thậm chí muốn mua hắn lừa gạt linh thú chi thuật, Chu Hành Chính chỉ có thể hồ lộng qua. Giao dịch xong về sau, Chu Hành Chính cuống quýt chuồn đi, bởi vì những linh thú này căn bản là không có bị ngự sử, rất nhanh liền sẽ ra đại sự. Quả nhiên, một kiện khiếp sợ Thanh Châu đại sự phát sinh. Một cái sặc sỡ mãnh hổ, tự xưng đại yêu vương, dẫn đầu một đám siêu lục giai linh thú, giết vào Ngự Linh phủ phân viện, chửi ầm lên Ngự Linh phủ trưởng lão,
vậy mà lừa bán yêu tộc vân vân, trực tiếp giam Ngự Linh phủ trưởng lão, càng là tuyên bố muốn Ngự Linh phủ cho một cái thuyết pháp, nhất định phải bồi thường yêu tộc tổn thất. Yêu tộc, giờ phút này, Thanh Châu chấn động, Ngự Linh phủ chấn động, linh thú nhất tộc khi nào biến thành yêu tộc? Ngự Linh phủ cường giả tức giận, sao lại khuất phục? Tự nhiên là cường thế xuất thủ, nhưng mà để bọn họ không nghĩ tới chính là cái kia đại yêu vương thực lực mạnh, không chút nào bại bởi Ngự Linh phủ chủ, thậm chí đại yêu thuật huyền diệu càng hơn mấy phần. Ví dụ như trong nháy mắt chế tạo một cái mê loạn điên đảo huyễn tượng, làm cho Ngự Linh phủ hai cái trưởng lão nhất thời không quan sát, bị siêu lục giai linh thú đánh lén, bị bắt đi. Linh thú nhất tộc thực lực vốn là cường đại, mà đại yêu vương thực lực càng mạnh, mà còn tựa hồ có chút vô sỉ, thủ đoạn cũng bất khả tư nghị, Ngự Linh phủ nhất thời không quan sát, liền bị thiệt lớn. Cuối cùng, Ngự Linh phủ ngự sử linh thú xuất thủ, muốn trấn áp thô bạo hạ yêu tộc, kết quả cái kia đại yêu vương không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà giải trừ một cái bị ngự sử siêu lục giai linh thú gò bó. Càng là tại đại yêu vương lời ngon tiếng ngọt phía dưới, cái kia siêu lục giai linh thú ánh mắt cuồng nhiệt trực tiếp phản bội, khóc kêu gào muốn vì yêu tộc chấn hưng kính dâng. Ngự Linh phủ thật bị hù dọa, vội vàng phía dưới không có cách đối phó, chỉ có thể nắm lỗ mũi tiến hành đàm phán, đồng thời phái người đi truy sát Chu Hành Chính, cái này linh thú con buôn tương đương đáng ghét. Không lâu sau đó, liên quan tới Chu Hành Chính cái này linh thú con buôn cùng linh thú cấu kết cùng một chỗ hố người sự tình bị lộ ra, toàn bộ Thanh Châu khắp nơi đều là treo thưởng Chu Hành Chính. Chu Hành Chính mặt đều xanh biếc, dọa đến trốn tại Thiên Lăng Châu chỗ nào cũng không dám đi, liền Vạn Thế Minh cũng không dám trở về. Dù sao hắn liền Vạn Thế Minh mấy vị cường giả đều hố một cái, hắn không nghĩ hố người Vạn Thế Minh, làm sao đối phương bị Xích Miêu để mắt tới. Tại Xích Miêu lợi trảo uy hiếp bên dưới, hắn chỉ có thể kiên trì làm. Bây giờ đã không quay đầu lại được, báo ứng a. Chu Hành Chính khóc không ra nước mắt, lừa linh thú nhiều, kết quả ngược lại bị hố. Thiên Lăng Châu cùng Thanh Châu chỗ giao giới, Ngự Linh phủ cùng yêu tộc đang tiến hành đàm phán, lần này liền Ngự Linh phủ chủ đích thân ra mặt đàm phán. Mà yêu tộc một phương, Xích Miêu hình thể giống như một tòa núi nhỏ to lớn, ngồi tại một thanh khổng lồ trên ghế, hai cái chân trước đặt ở trên tay vịn, nhìn xuống phía trước Ngự Linh phủ chúng cường giả. Tại nó bên trái là Ngọc Tiểu Long, phía bên phải là Tiểu Cáp. Ba đại yêu vương đều xuất hiện, tại ba yêu vương sau lưng là một đám yêu tộc siêu lục giai cường giả. Ngự Linh phủ trong trận doanh, Thôi Hoa Vũ nhìn xem cái kia đại yêu vương, lộ ra vẻ nghi hoặc, làm sao nhìn như vậy quen thuộc đâu, tựa hồ là cái kia mèo to. Ngự Linh phủ, ức hát ế pê ta yêu tộc quá mức, lừa bán ta yêu tộc binh sĩ, ngự sử ta yêu tộc binh sĩ, vô cùng nhục nhã, hôm nay ngươi Ngự Linh phủ nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Xích Miêu yêu uy cuồn cuộn, uy mãnh âm thanh truyền vang mà ra. Ngự Linh phủ chủ khóe miệng co quắp co lại, luôn cảm thấy cái này mập lão hổ tựa hồ rất thích làm dáng hiển uy phong. Chỉ là cái này cái gì yêu tộc, là chuyện gì xảy ra? Linh thú vương, ta chính là đại yêu vương. Đại yêu vương các hạ, ta Ngự Linh phủ cùng ngươi linh yêu tộc có chút hiểu lầm, những này hiểu lầm đều là cái kia linh thú con buôn chế tạo. Đánh rắm, ở đâu ra hiểu lầm? Cái kia con buôn khẳng định là ngươi Ngự Linh phủ người, đừng vội rảo biện, nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Ngự Linh phủ chủ sắc mặt biến thành màu đen. Yêu tộc cùng Ngự Linh phủ đàm phán đang tiến hành bên trong, mà tại đàm phán phía sau, trên một ngọn núi, một chiếc phi thuyền lơ lửng. Cái này Xích Miêu, học xấu a. Lý Huyền cảm thán một tiếng, cái này văn hóa hổ, vậy mà học được hố người. Xích Miêu thoạt nhìn rất uy vũ nha. Nguyệt Nhi cảm thán nói, ta vẫn là thích mập mạp nhỏ Xích Miêu. Tố Linh Tú nói thầm, đàm phán đang trong quá trình tiến hành, dương cung bạt kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt. Xích Miêu khẩu vị quá lớn, vừa mở miệng liền muốn Ngự Linh phủ bồi thường 10 vạn gốc tuyệt phẩm linh dược. Ngự Linh phủ chủ hơi kém nổ, 10 vạn gốc tuyệt phẩm linh dược, cái này mập hổ thật là dám mở miệng. Đàm phán tiếp tục, cuối cùng Xích Miêu cùng Ngự Linh phủ chủ đại chiến một tràng. Ngự Linh phủ chủ sắc mặt rất khó nhìn, hắn vậy mà suýt nữa gánh không được đại yêu vương cùng bạo công kích. Trải qua một phen cò kè mặc cả về sau, đàm phán đạt tới, Xích Miêu phi thường hài lòng, cái này một bút mua bán đáng giá. Đến mức Ngự Linh phủ trả thù, nó mới không sợ. Thiên Lăng Châu là tốt nhất bình chướng, cho dù Ngự Linh phủ kết hợp còn lại siêu nhiên linh tông cũng vô pháp đem yêu tộc tiêu diệt, ngược lại sẽ tổn thất nặng nề. Ngự Linh phủ mang về bị bắt trưởng lão, Xích Miêu chờ yêu tộc lui về Thiên Lăng Châu, mèo mèo, Xích Miêu cùng Ngọc Tiểu Long, Tiểu Cáp tại an bài tốt yêu tộc nhiệm vụ về sau, liền chạy tới phi thuyền bên trong tới. Hoàn toàn như trước đây, Xích Miêu biến thành một cái mập mạp mèo, hưng phấn chạy đến bên chân Lý Huyền cọ, lấy lòng chủ nhân, tiếp lấy lại đi lấy lòng Tố Linh Tú, thuận tiện đem từ Ngự Linh phủ lấy được linh dược giao cho Tố Linh Tú. Xích Miêu, ngươi tiền đồ a,
Tố Linh Tú xoa mập mạp Xích Miêu đầu, nét mặt tươi cười như hoa nói, meo meo, Xích Miêu dương dương đắc ý. Ngọc Tiểu Long dạo qua một vòng, không nhìn thấy Hứa Viêm, có chút thất vọng. Tiểu Cáp không có nhìn thấy Phương Hạo, cũng là như thế, bọn họ không có tại phi thuyền lưu lại quá lâu, liền trở về yêu tộc Thánh Điện, xử lý yêu tộc công việc. Phi thuyền tại Thiên Lăng Châu khắp nơi bay, Xích Miêu thừa dịp này thời cơ, lưu tại phi thuyền bên trong lấy lòng chủ nhân, lấy lòng Tố Linh Tú, thuận tiện bổ sung đã tiêu hao hoàn tất đan dược. Ngươi đại yêu thuật còn có tiến bộ rất lớn không gian, ví dụ như yêu tộc thần thông cũng nên nhiều ngộ ngộ. Lý Huyền trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng gõ gõ Xích Miêu đầu nói. Xích Miêu gật đầu. Ngươi đã dẫn trước còn lại linh thú, một bước trước từng bước trước, có thể chọn truyền đại yêu võ đạo. Ngươi tất nhiên muốn sáng lập yêu tộc, vậy liền ngộ một ngộ hóa hình thuật đi. Lý Huyền đưa tay đem biên đi ra hóa hình thuật, lấy điểm yêu thuật pháp môn truyền vào Xích Miêu trong ý thức. Tất nhiên là yêu tộc, nếu là không hiểu được hóa hình, chỉ có thể là thú loại dáng dấp, cùng trong ấn tượng yêu tộc, cuối cùng kém một chút. Xích Miêu như có điều suy nghĩ, hóa hình. Nó nhớ tới, chính mình đứng, móng vuốt ôm chu hành chính tình hình, nếu là hóa hình về sau, đỉnh lấy một khỏa uy vũ đầu hổ. Bắp thịt cuồn cuộn uy mãnh, một bàn tay lớn xách theo chu hành chính tình hình, tựa hồ cũng rất bá khí à. Mà còn, hóa hình về sau, đại yêu võ đạo cũng sẽ khác biệt, có thể cùng võ giả đồng dạng thi triển võ kỹ công pháp. Mèo mèo, Xích Miêu gật đầu. Nhất định phải hóa hình a. Sư phụ, ta cảm thấy Xích Miêu vẫn là như vậy đáng yêu, sau khi biến hóa liền không đáng yêu. Tố Linh Tú hì hì cười nói, meo meo, Xích Miêu cuống quýt bày tỏ, chính mình vẫn luôn sẽ như vậy đáng yêu, sẽ chỉ ở bên ngoài mới hóa hình. Lý Huyền nhịn không được cười lên, Xích Miêu thật là đủ tinh, biết thế nào mới có thể thu được càng tốt đãi ngộ. Phi thuyền tại Thiên Lăng Châu phiêu đãng, Xích Miêu để yêu tộc thu thập đưa tới không ít linh dược, rời đi Thiên Lăng Châu phía trước. Tố Linh Tú cho Xích Miêu một đống linh dược. Có những này linh dược, yêu tộc thực lực sẽ tiến một bước tăng cường. Mà Xích Miêu cũng bắt đầu bồi dưỡng yêu tộc thiên kiêu, bồi dưỡng thuộc về mình yêu tộc tử đệ. Đi Vân Sơn Châu đi, Tố Linh Tú nói. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu tại Vân Sơn Châu Thái Miểu Tông vừa vặn có thể đi gặp một lần cố nhân. Phi thuyền tiến về Vân Sơn Châu, càng là tại khoảng cách Thái Miểu Tông gần nhất một tòa thành lớn bên ngoài Giáng Lâm. Thông tin truyền đến Thái Miểu Tông, Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu từ Thái Miểu Tông xuống, tiến về Trường Thanh Các. Thúy Nhi cùng Vô Song tự nhiên cũng tại. Cố nhân trùng phùng, tự nhiên lại là tránh không được một phen ôn chuyện. Lý Huyền cũng cho lúc trước Ngọc Phù rót vào một đạo thần thông, tăng cường Ngọc Phù uy lực. Thời gian như nước chảy, vội vàng không chờ người. Thiên Kiêu tranh phong đã tiến vào giai đoạn sau cùng, lĩnh vực Thiên Kiêu bảng đã liệt ra Thiên Kiêu danh ngạch. Hứa Viêm, Mạnh Sung, Phương Hạo, Tố Linh Tú đứng hàng 4 vị trí đầu. Tại bảng danh sách xác lập ngày đó, Tố Linh Tú xuất thủ, đem nguyên bản xếp hạng thứ tư Thiên Kiêu đánh bại, nàng thay thế đối phương vị trí thứ tư. Ngoại trừ cái này một tấm Thiên Kiêu bảng bên ngoài, siêu nhiên Linh Tông hạch tâm đệ tử, nhưng là cũng không có xếp vào ở bên trong. Mặc dù không có xếp vào trong đó, lại đồng dạng có tham dự quyết chiến tư cách, đây chính là siêu nhiên Linh Tông đặc quyền, ai cũng dung chuyển không được. Thiên Kiêu tranh phong quyết chiến chi địa đã xác định ra tại Hồng Châu. Hồng Châu cũng là cận hải chi châu, cùng Vũ Châu một dạng, thuộc về cùng Bích Hải liên kết châu, cũng là lịch đại Linh Tông Thiên Kiêu tranh đoạt danh ngạch quyết chiến chi địa. Lần này Thiên Kiêu tranh phong, 100 người đứng đầu sẽ thu hoạch được một cái danh ngạch cùng với một tràng cơ duyên. Đến mức là cơ duyên gì, danh ngạch tác dụng là gì, mấy đại siêu nhiên Linh Tông đều không có lộ ra. Sau 3 tháng, chính là Thiên Kiêu quyết chiến mở ra ngày. Các phương Thiên Kiêu, lĩnh vực cường giả, tất cả đều bắt đầu hướng Hồng Châu tập hợp. Toàn bộ lĩnh vực võ đạo giới đều bị trận này Thiên Kiêu tranh phong quyết chiến hấp dẫn. Lần này Thiên Kiêu tranh phong, không có bất kỳ cái gì một cái đến từ Băng Châu Thiên Kiêu, cũng bị người xem nhẹ. Siêu nhiên Linh Tông bởi vì Vạn Thế Minh sự tình, tự nhiên không rảnh bận tâm quá nhiều, còn lại Linh Tông cũng không có quan tâm những chuyện này. Hồn nhiên không biết, Băng Châu đã phát sinh kịch biến, nguy cơ, ngay tại Lặng Yên ở giữa đến. Hồng Châu, bởi vì thiên khung phổ biến hồng quang mà gọi tên. Phi thuyền giáng lâm tại quyết chiến chi địa trên một ngọn núi, Lý Huyền ngắm nhìn cách đó không xa Bích Hải, Hứa Viêm cũng nên nhanh trở về à. Nửa tháng trước, Hứa Viêm đột phá thần nguyên cảnh viên mãn, mà Tố Linh Tú, Mạnh Sung cũng đột phá thần nguyên cảnh đại thành. Phương Hạo ngưng luyện viên thứ tư thiên địa kỳ văn, cảnh giới tương đương với thần nguyên cảnh. Hắn kỳ môn võ đạo càng tinh thuần, trận pháp, luyện khí, cấm chế, thiên địa kỳ môn đều có to lớn tăng lên. Bái kiến tiền bối, Vũ Thiên Nam cung kính hành lễ nói. Lý Huyền nhẹ gật đầu. Lần này Thiên Kiêu tranh phong quyết chiến, quyết định Vạn Thế Minh cùng Linh Tông thắng bại, cũng quyết định lĩnh vực cuối cùng cách cục. Vũ Thiên Nam đương nhiên phải đến vì Vạn Thế Minh tọa trấn. Mặc dù
hắn còn không có đột phá cảnh giới tiếp theo, y nguyên nhận lấy một chút hạn chế, bất quá thực lực cũng đã tăng lên trên diện rộng. Mơ hồ trong đó, đã đụng chạm đến cảnh giới tiếp theo cánh cửa. Sư phụ, Mạnh Sung trở về. Lý Huyền nhẹ gật đầu, Mạnh Sung còn không có tìm hiểu ra Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể đệ nhất trọng, bất quá tựa hồ có chút thu hoạch, có thể khoảng cách tìm hiểu ra đến sẽ không quá xa. Mạnh Sung tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ võ đạo, chờ đợi Thiên Kiêu Tranh Phong quyết chiến đến. Sư phụ, Phương Hạo cõng Kỳ Môn binh hạp tới bái kiến sư phụ. Ân, Lý Huyền nhẹ gật đầu. Đại sư huynh đâu? Phương Hạo nghi hoặc nói. Đại sư huynh còn chưa có trở lại đây. Tố Linh Tú nói. Ta nghĩ mời đại sư huynh còn có nhị sư huynh, vì ta Vạn Thế Minh trợ quyền. Phương Hạo mở miệng nói. Để bảo đảm một trận chiến này thắng lợi, Phương Hạo quyết định mời đại sư huynh cùng nhị sư huynh trợ quyền. Chỉ cần đại sư huynh cùng nhị sư huynh xuất thủ, siêu nhiên linh tông lại nhiều thiên kiêu, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Sau trận chiến này, linh vực cách cục đã định, hắn cũng sẽ tiếp nhận Vạn Thế Minh vị trí minh chủ. Không có vấn đề. Mạnh Sung mở mắt ra nói. Cảm ơn nhị sư huynh. Tố Linh Tú hừ hừ hai tiếng, nói. Sư đệ, ngươi làm sao không mời sư tỷ ta trợ quyền? Có phải là cảm thấy sư tỷ thực lực yếu? Sư đệ nào dám a? Đây không phải là sư tỷ không thích chiến đấu nha. Phương Hạo cười hắc hắc nói. Cũng đúng, ta chỉ đánh một trận, xác định vị trí thứ tư là được rồi. Tố Linh Tú lo nghĩ nói. Như vậy sao được đâu? Sư tỷ ngươi khẳng định là muốn xếp thứ ba. Phương Hạo cười nói. Cũng đúng, ta là sư tỷ nha. Tố Linh Tú nghe xong liền cao hứng lên. Linh vực thiên kiêu, ngay tại tụ đến. Siêu nhiên linh tông cũng lần lượt giáng lâm, mà bọn họ hạch tâm thiên kiêu vẫn không có hiển lộ ra. Đương nhiên, không ít người đều nhìn về Thiên Vũ Điện, không biết một trận chiến này, Thiên Vũ Điện có thể hay không đoạt lại mặt mũi. Dù sao, lúc trước có thể là bị Hứa Viêm ngăn tại Sơn Môn khiêu chiến, đánh bại bọn họ thiên kiêu, càng là cướp đi thần khí. Mà còn, truy sát Hứa Viêm trưởng đao trưởng lão, đã không có tin tức, đại khái là vẫn lạc. Cũng không biết, có hay không bị Hứa Viêm giết chết, vẫn là ra cái gì biến cố ngoài ý muốn. Bích Hải Hắc Đàm, một chiếc màu lam nhạt thuyền nhỏ, ngay tại đen nhánh trong biển đi vào, một đạo trận pháp phòng ngự, đem nước biển tách ra, không ngừng lặn xuống. Hứa Viêm đã thăm dò Bích Hải Tuyệt Uyên, không thể không thừa nhận, Bích Hải Tuyệt Uyên nguy hiểm. Hắn tại bên trong Bích Hải Tuyệt Uyên, tổn thất hai cỗ thần nguyên hóa thân, nhưng cũng có thu hoạch, cuối cùng thu được Bích Hải thần vật. Mà còn không chỉ một kiện. Sau đó, hắn đi tới Bích Hải Hắc Đàm, đã tại bên trong Bích Hải Hắc Đàm thăm dò hơn nửa năm, từng có một lần suýt nữa lạc mất phương hướng, dựa vào Định Hàng Châu mới một lần nữa trở lại mặt biển. Hứa Viêm nhìn xem trong tay mấy cái thần châu, đây đều là tại Hắc Đàm tìm tới, ngoại trừ Bích Hải thần châu bên ngoài, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện một kiện không hoàn chỉnh đồ vật, tựa hồ là một loại nào đó binh khí xác, nhưng lại cùng chỗ nhận biết binh khí khác biệt, chất liệu cũng tương đối đặc thù, nhưng có thể xác định phẩm giai không thua bởi linh vực thần khí. Đây là không hoàn chỉnh trạng thái, nếu là hoàn chỉnh binh khí, sợ rằng càng mạnh. Mà còn, hắn tại Hắc Đàm bên trong, phát hiện một chút phảng phất xa xưa cổ xưa vết tích, tựa hồ là đại chiến còn sót lại. Nơi này, thật khả năng là một chỗ chiến trường. Thần vật đầy đủ, còn thiếu một chút liền có thể tích lũy đầy đủ nội tình. Đợi đến thiên kiêu quyết chiến kết thúc, hẳn là liền có thể đột phá thần thông cảnh. Hứa Viêm trong lòng kích động không thôi. Vài ngày trước, hắn vốn chuẩn bị rời đi Hắc Đàm, trở về 18 châu, tham dự thiên kiêu quyết chiến. Chưa từng ngờ tới, một bộ thần nguyên hóa thân tại Bích Hải Hắc Đàm một chỗ, phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Tới gần tìm kiếm lúc, vậy mà mất đi cảm ứng, phảng phất khoảng cách lập tức bị làm lớn ra. Hứa Viêm không nhịn được hiếu kỳ, cho nên tiến về bộ kia thần nguyên hóa thân biến mất vị trí, tiến hành tìm kiếm một phen. Chỉ là bởi vì Hắc Đàm đen kịt một màu, không dễ dàng phân rõ vị trí, hoa một chút thời gian mới tìm được thần nguyên hóa thân biến mất chi địa. Hẳn là nơi này. Hứa Viêm bắt đầu cẩn thận, hãm lại tốc độ, chậm rãi đến gần. Dù sao, thần nguyên hóa thân đột nhiên mất đi cảm ứng, phảng phất lập tức bị hút đi, sợ rằng tồn tại một chút nguy hiểm. Đột nhiên ở giữa, Hứa Viêm cảm ứng được thần nguyên hóa thân vị trí. Để hắn giật mình là, thần nguyên hóa thân ở vào một cái quỷ dị hang động bên trong, cái này hang động vô cùng kỳ lạ. Nhìn như tại đáy biển xuất hiện, nhưng lại cũng không phải là đáy biển hang động, bốn phía không có bùn đất, cho người một loại tự thành không gian cảm giác. Lại phảng phất tại giữa thiên địa, mở rộng một cái lỗ thủng giống như. Hứa Viêm tiếp tục tới gần, ý thức cùng thần nguyên hóa thân liên lạc lên, giờ phút này trước mắt hắn thấy là một cái không đủ ba thước xung quanh hang động nhỏ, mà thần nguyên hóa thân chính là bị hút vào cái này trong hang động. Quỷ dị chính là, hang động giống như gợn sóng dập dờn, phảng phất tại chậm rãi mở rộng, đồng thời có một cỗ đặc thù lực lượng không ngừng tại hang động dưới đáy hiện lên mà ra. Thiên địa pháp tắc lực lượng,
còn có một cỗ thẩm thấu mà đến lực lượng, tựa hồ đem thiên địa pháp tắc tạo ra, tạo thành một cái lỗ thủng. Đây cũng không phải là bình thường dưới mặt đất hang động. Hứa Viêm cau mày, cảm ứng đến hang động bốn phía, cảm ứng được thiên địa pháp tắc lực lượng, chỉ là phảng phất bị tạo ra tại hang động bốn phía. Thiên địa pháp tắc lực lượng làm cho trong động quật phảng phất không tồn tại thiên địa pháp tắc, nhưng trong hang động lại có một cỗ không biết lực lượng ngay tại ăn mòn mà đến, tạo ra thiên địa pháp tắc, tạo thành một cái động quật. Hứa Viêm cẩn thận từng ly từng tí, lần theo cùng thần nguyên hóa thân ý thức liên kết, chậm rãi tới gần hang động vị trí. Đen kịt một màu bên trong, gần như không cách nào nhìn thấy hang động, chỉ có thể thông qua hang động lan tràn ra một cỗ đặc thù lực lượng mới phân rõ đến hang động vị trí cụ thể. Đây là cái gì hang động? Bích Hải Hắc Đàm căn nguyên chính là cái này hang động tạo thành. Hứa Viêm kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, hắn tại ngoài hang động mặt, một bộ thần nguyên hóa thân tại trong động quật, nội ngoại hai cái thị giác quan sát, làm cho hắn càng dễ dàng nhìn thấy hang động cụ thể dáng dấp. Thiên địa pháp tắc bị tạo ra, phảng phất tự thành không gian, tựa như là xuyên thủng thiên địa không gian. Hứa Viêm đột nhiên khẽ giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới bên trên thần tướng cảnh cảnh giới, phá hư cảnh. Mặc dù cái này hang động không có quan hệ gì với phá hư cảnh, nhưng hang động tồn tại liền phảng phất xuyên thủng thiên địa không gian, để lại hang động giống như. Một sát na này, Hứa Viêm có một chút minh ngộ, có thể đem cái này kỳ lạ hang động xem như tham khảo, lĩnh hội một phen phá hư cảnh võ đạo chi pháp. Nghĩ đến đây, Hứa Viêm khoanh chân ngồi tại trên độn Hải Châu, thần ý bao trùm mà ra, bao phủ cái này hang động, nháy mắt có một loại thần ý muốn bị mở rộng hay là muốn bị hút đi cảm giác. Cùng lúc đó, trong động quật thần nguyên hóa thân cũng tại tinh tế cảm ngộ hang động, vươn tay xoa xoa tại trên vách hang động. Tùy ý hang động không biết lực lượng, đem tay của hắn liên lụy vào hang động trong vách. Thần nguyên tại vỡ vụn, nhưng lại không ngừng tập hợp, chỉ là kể từ đó, thần nguyên hóa thân không ngừng đang yếu đi bên trong. Hứa Viêm cảm giác chính mình, tựa hồ tìm tới phá hư cảnh võ đạo chi pháp lĩnh hội phương hướng. Đen nhánh trong hang động, Hứa Viêm thần nguyên hóa thân, một cái tay thăm dò vào hang động trong vách, ngay tại tinh tế tra xét trong đó chỗ đặc thù. Thần nguyên hóa thân tay không ngừng băng diệt, không ngừng bị trong hang động thẩm thấu mà đến không biết lực lượng băng diệt, mỗi một lần băng diệt về sau đều sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ là thần nguyên hóa thân mỗi một lần ngưng tụ băng diệt tay liền sẽ suy yếu mấy phần. Đến cuối cùng, Hứa Viêm dứt khoát trực tiếp để thần nguyên hóa thân nổ tung, hóa thành một cỗ thần nguyên, càn quét tại toàn bộ trong hang động, thậm chí cùng thẩm thấu mà đến hang động lực lượng giao phong. Hang động bên ngoài, Hứa Viêm một mực tại tìm hiểu, phá hư cảnh võ đạo chi pháp, dần dần trở lên rõ ràng, phảng phất sau một khắc liền sẽ minh ngộ. Cái gì gọi là phá hư, như thế nào phá nát thiên địa hư không, làm sao không chịu thiên địa không gian gò bó. Cỗ lực lượng này, nhìn như không mạnh, lại có thể tạo ra thiên địa pháp tắc, mở rộng một cái lỗ thủng, có thể thấy được đặc thù chỗ, mà cái này một cỗ lực lượng, đến tột cùng đến từ chỗ nào. Hang động dưới đáy, cũng không phải là bùn đất, mà là một loại không biết lực lượng tạo thành, tựa hồ là thiên địa pháp tắc, cũng tựa hồ là một loại không gian căn cơ. Cái này hang động là thế nào tạo thành, là thế nào tồn tại, mà còn đang không ngừng chậm chạp biến lớn bên trong, cái tốc độ này mặc dù rất chậm, nhưng là không có đình chỉ, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, hang động sợ rằng sẽ thay đổi đến rất to lớn. Liền phảng phất trong hang động là một cái khác tiểu không gian. Hứa Viêm theo lĩnh hội, đối với cái này thần bí hang động xuất hiện, có càng nhiều nghi hoặc, phá hư cảnh võ đạo chi pháp, cũng có càng nhiều cảm ngộ. Chỉ là, hắn rất nghi hoặc, cái này hang động đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Là giữa thiên địa xuất hiện một loại nào đó biến hóa, tiến tới xuất hiện hang động sao? Thiên nhiên tạo thành, bất luận hang động vì sao xuất hiện, nhưng là để Hứa Viêm có một chút cảm ngộ, đụng chạm đến phá hư cảnh võ đạo chi pháp cánh cửa. Trong hang động thần nguyên hoàn toàn biến mất, Hứa Viêm lại lần nữa phân ra một bộ thần nguyên hóa thân, tiến vào trong hang động, tiếp tục tham ngộ, quan sát đến hang động biến hóa. Thời gian vội vàng, chớp mắt chính là hơn nửa tháng đi qua. Hứa Viêm từ trong tham ngộ mở to mắt, nhìn hướng đen nhánh hang động, đã làm lớn ra một chút xíu. Chỉ là hiện giai đoạn, tựa hồ dừng lại, nhận đến thiên địa không gian áp chế, không cách nào tiến một bước mở rộng. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể lĩnh hội minh bạch phá hư cảnh phương pháp. Hứa Viêm tiếc nuối thở dài một hơi, cuối cùng chưa thể triệt để minh ngộ phá hư cảnh chi pháp, bất quá cũng chỉ kém một chút, chỉ cần bỏ chút thời gian, trải vuốt một cái cảm ngộ, lại lĩnh hội một phen, nên liền có thể minh ngộ đi ra. Cần phải trở về, thiên kiêu quyết chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Hứa Viêm đưa tay vung lên, hai cái định hàng châu bay ra, một cái tiến vào trong hang động, một cái rơi vào hang động bên ngoài mấy chục trượng đáy biển bên trong. Có định hàng châu định vị, cũng không cần lo lắng, không cách nào tìm tới hang động chỗ. Thu hồi trong hang động thần nguyên hóa thân, Hứa Viêm nhìn bốn phía, đen kịt một màu,
ánh mắt nhận đến ngăn trở, liền thần ý cũng nhận hạn chế. Bích Hải Hắc Đàm tồn tại nhất định nguy hiểm, ngoại trừ sẽ bị lạc phương hướng bên ngoài, vẫn tồn tại một chút giống như tàn hồn tồn tại. Chỉ là những này cùng loại tàn hồn tồn tại, tương đối đặc thù một chút, có một cỗ oán niệm, có cực mạnh ác ý, gặp phải sinh linh liền sẽ xông lên. Hứa Viêm từng tận mắt nhìn đến một đầu hải thú, bị cổ quái cùng loại tàn hồn tồn tại, xé nát thôn phệ, vô cùng cuồng bạo cùng tàn nhẫn, phảng phất cùng hải thú có thâm cừu đại oán. Đã từng chém giết qua một cái cùng loại tàn hồn tồn tại, Hứa Viêm cũng không có đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Độn Hải Châu bắn ra tia sáng, chiếu sáng đen nhánh hải vực, Hứa Viêm điều khiển Độn Hải Châu, bắt đầu rời đi Bích Hải Hắc Đàm. Tại Hứa Viêm rời đi hang động không lâu, hang động dưới đáy đột nhiên một cơn chấn động, một cái phảng phất như con mắt đồ vật, mơ hồ xuất hiện ở dưới đáy, từ trong hang động nhìn ra phía ngoài. Đôi mắt bên trong lộ ra một ít vẻ nghi hoặc, làm sao đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Nháy nháy mắt, tựa hồ cố gắng nhìn hướng hang động bên ngoài, mà nguyên bản bị tạo ra thiên địa pháp tắc, đột nhiên thay đổi đến chấn động lên, bắt đầu hướng hang động đè ép mà đến. Hang động chấn động, theo đè ép rút nhỏ một vòng, cái kia con mắt từ hang động dưới đáy biến mất. Hứa Viêm điều khiển Độn Hải Châu đã đi tới Bích Hải Hắc Đàm bên ngoài, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi Hắc Đàm tựa hồ xuất hiện một chút rung chuyển, mơ hồ trong đó cảm ứng được thiên địa pháp tắc lực chấn động, bất quá chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt liền lại biến mất. Tính toán, vẫn là về 18 châu đi. Hứa Viêm lắc đầu, đè xuống trở về nhìn một chút tâm tư. Độn Hải Châu lao ra mặt biển, hóa thành một đạo màu lam nhạt quang mang biến mất tại thiên địa, mà Bích Hải Hắc Đàm phảng phất y như dĩ vãng, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cái kia thần bí hang động như là lại một lần bắt đầu chậm chạp mở rộng bên trong. Hồng Châu, thiên kiêu tập hợp, linh vực vô số cường giả tập hợp. Khác biệt ngày trước, Linh Tông ở giữa thiên kiêu đọ sức, lần này bởi vì Vạn Thế Minh Hoành không xuất thế, thiên hạ tán tu thiên kiêu cũng đều tham dự đi vào, truyền khắp toàn bộ linh vực. Cơ hồ là mọi người đều biết võ đạo thịnh sự. Bất quá, cho dù là loại này thịnh sự, Hồng Châu bên ngoài võ giả muốn đến quan sát, ít nhất cũng cần luyện thần thiên nhân thực lực. Nếu không, chỉ là lặn lội đường xa, đều tồn tại không ít nguy hiểm. Một ngày này, khoảng cách thiên kiêu quyết chiến ngày, chỉ còn lại có 3 ngày. Đột nhiên ở giữa, rít lên một tiếng vang vọng bầu trời, nhưng gặp yêu vân cuồn cuộn, yêu uy cuồn cuộn. Tại yêu vân bên trong, mấy cái to lớn linh thú mang một tấm màu vàng ghế tựa bay tới, là xích miêu. Tổ Linh Tú kinh ngạc nói. Lý Huyền khóe miệng co quắp co lại, chính mình nuôi cái này mèo to là càng ngày càng hiểu được trang bức. Một đám võ giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ nói, là yêu tộc. Yêu tộc như thế đại trận trận, chẳng lẽ muốn đến khiêu khích? Linh thú nhất tộc đã rất ít nói tới, từ khi cùng Ngự Linh Phủ giao phong về sau, yêu tộc chi danh đã truyền khắp võ đạo giới, linh vực. Từ đó không có linh thú nhất tộc câu chuyện, chỉ có yêu tộc. Đó là Đại Yêu Vương. Có người nhận ra, màu vàng trên ghế ngồi ngay thẳng, chính là yêu tộc Đại Yêu Vương. Nghe nói, Đại Yêu Vương chính là yêu tộc sáng lập người, nhưng ngoại trừ Đại Yêu Vương bên ngoài, yêu tộc còn có vô cùng cường đại, vô cùng thần bí yêu tổ. Mà yêu tổ phía dưới, còn có yêu tộc Chí Tôn, Thánh Mẫu chờ vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng không người gặp qua yêu tộc Chí Tôn cùng Thánh Mẫu. Yêu vân cuồn cuộn đáp xuống Linh Tông cùng Vạn Thế Minh trận doanh bên ngoài, tự thành một phương trận doanh, yêu vân tản đi, chúng võ giả nhìn, to lớn màu vàng trên ghế, ngồi ngay thẳng một cái sặc sỡ mãnh hổ. Nhìn đến chúng võ giả khóe miệng có chút run rẩy, cái này như một tòa núi nhỏ to lớn lão hổ. Trên cổ mang theo dây chuyền lớn bằng vàng, hai chân có chút chuyển hướng dẫm tại trên mặt đất, song chảo đặt ở ghế tựa trên tay vị, hai mắt trợn thật lớn, không giận tự uy, có một cỗ phỉ khí. Đại Yêu Vương, thiên kiêu tranh phong chi địa, ngươi đến làm gì? Ngự Linh Phủ chủ mặt đen lại hỏi. Bản vương tới đây, tự nhiên là vì tham dự thiên kiêu tranh phong, tất nhiên là linh vực thiên kiêu tranh phong, ta yêu tộc há có thể bài trừ tại bên ngoài. Xích miêu uy vũ âm thanh vang lên. Đại Yêu Vương, ngươi ra mặt đúng là dày, đây chính là thiên kiêu tranh phong, lão nhân gia người lớn bao nhiêu, cũng không cảm thấy ngại tham dự vào. Ngự Linh Phủ chủ tức giận đến bật cười nói. Bản vương từ sinh ra đến nay, vẫn chưa tới 30 năm, theo tuổi tác tính toán, cũng là thiên kiêu hàng ngũ. Xích miêu ngạo nghễ nói, cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này Đại Yêu Vương không đến 30 tuổi. Không thể nào. Sư phụ, Xích miêu không có 30 tuổi sao? Tô Linh Tú tò mò hỏi. Lý Huyền khóe miệng co quắp co lại, nói, khả năng thật không có. Ban đầu ở trên núi chộp tới Xích miêu, mặc dù đã là trưởng thành mèo to, nhưng theo nó sinh ra tính lên, đến bây giờ sợ rằng thật đúng là không có 30 năm. Không nghĩ tới a. Xích miêu vậy mà cũng là thiên kiêu đây. Tô Linh Tú nở nụ cười. Đại Yêu Vương, ngươi không muốn nói đùa. Lôi Vân Trang chủ trầm giọng nói.
người nào cùng ngươi nói đùa, bản vương tuổi tác làm sao? Nghiệm chứng chính là, bản vương hôm nay chính là đến tham dự thiên kiêu tranh phong. Xích Miêu hừ lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn Linh Tông một phương, nói, thế nào, xem thường ta yêu tộc. Xích Miêu sau lưng, một đám cường giả yêu tộc, phát ra gầm thét, rất có Linh Tông không cho yêu tộc tham dự, bọn họ liền muốn gây rối tư thế. Yêu tộc tất nhiên cũng là linh vực tộc, tự nhiên không thể loại trừ tại bên ngoài, ta Vạn Thế Minh không có ý kiến. Phương Hạo mở miệng cười nói, Ngự Linh phủ chủ sắc mặt âm trầm, đại yêu vương thực lực cực mạnh, đã vượt qua thiên kiêu, chẳng lẽ để nó đoạt đệ nhất? Chỉ cần đại yêu vương quả thật phù hợp quy củ, vậy liền tham dự vào cũng không sao. Đại Chu Hoàng cười nhẹ một tiếng mở miệng nói, cuối cùng Xích Miêu thành công tham dự đi vào. Sau khi xác định, Xích Miêu thân ảnh liền biến mất tại yêu tộc trong trận doanh, xuất hiện ở phi thuyền bên trên Trường Thanh Các, ngay tại meo meo kêu lấy lòng Lý Huyền cái này chủ nhân. Ngươi mèo này, ngược lại là thú vị. Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, Ngọc Như Ý gõ gõ Xích Miêu đầu nói, Xích Miêu thực lực đã rất mạnh, đại yêu chi thuật tu luyện được không ít, nếu là lại cùng Ngự Linh phủ chủ giao thủ, Ngự Linh phủ chủ sợ rằng đã không phải là Xích Miêu đối thủ. Bái kiến tiền bối, Tạ Thiên Hoành phụ tử từ Vân Thiên Bích Hải thành mà đến. Lý Huyền nhẹ gật đầu, nhìn hướng Tạ Thiên Hoành thê tử Phó Vân, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, cái này Tạ Thiên Hoành ban đầu ở nội vực, đến tột cùng là thế nào đem Phó Vân cưới đến tay. Phó Vân cũng rất tò mò nhìn Lý Huyền vài lần, vị này chính là cái kia thần bí cao nhân. Tạ Lăng Phong cũng tham dự thiên kiêu tranh phong, Vân Thiên Bích Hải thành lần này đến thiên kiêu cũng có một chút, Lê Thiệu, Hải Ba tự nhiên xuất hiện, Hứa huynh đâu? Tạ Lăng Phong cùng Mạnh Sung mấy người ôn chuyện về sau, nghi hoặc mà hỏi thăm, đại sư huynh còn chưa có trở lại đâu, bất quá cũng nhanh. Mạnh Sung vừa cười vừa nói, thiên kiêu tranh phong ngày đến, oanh, theo một đạo hồng quang ngang qua giữa không trung, chiếu rọi Bích Hải một mảnh rực rỡ, mấy thân ảnh phân loại bốn phương. Hôm nay, thiên kiêu tranh phong cuối cùng quyết chiến, trăm người đứng đầu người, đem thu hoạch được một cái danh ngạch, trước 10 người thu hoạch được 5 cái danh ngạch, trước 3 người 10 cái danh ngạch. Không nên hỏi danh ngạch tác dụng gì, quyết chiến về sau, tự sẽ biết. Thiên kiêu tranh phong, sinh tử, thắng bại thiên kiêu tự định, trận chiến này sinh tử không được trả thù. Đại Chu Hoàng tuyên bố thiên kiêu tranh phong quy củ. Đại sư huynh làm sao còn chưa có trở lại? Tố Linh Tú buồn bực nói, trở về. Lý Huyền cười nhạt một tiếng nói. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chân trời màu lam nhạt quang mang bay vụt mà đến, chợt một thân ảnh hạ xuống Trường Thanh Các phi thuyền, trên bàn tay nâng một chiếc màu lam nhạt phi thuyền. Sư phụ, nhị sư đệ, tam sư muội, Tạ huynh. Hứa Viêm lộ ra nụ cười, hắn trở lại Vũ Châu mới biết được quyết chiến chi địa tại Hồng Châu, vì vậy lại vội vàng chạy đến, cuối cùng tại quyết chiến mở ra thời điểm thuận lợi đuổi trở về. Đại Chu Hoàng tuyên bố xong thiên kiêu tranh phong quy củ về sau, cuối cùng nói, thiên kiêu tranh phong mở ra, có thể theo xếp hạng khiêu chiến, cũng có thể trực tiếp khiêu chiến thiên kiêu bảng bên trên một người. Theo hắn vừa mới nói xong, Thiên Vũ Điện trong trận doanh, một tên thanh niên đi ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, chính là một kiện thần khí. Cất bước mà ra ở giữa, linh quang tại trong cơ thể nổi lên, giao hòa tại thiên địa linh cơ, giao hòa tại thiên địa pháp tắc khí tức, từng sợi thiên địa pháp tắc lực lượng, không ngừng tụ đến. Linh thể thiên kiêu, tên này thanh niên, hiển nhiên là Thiên Vũ Điện chân chính thiên kiêu, thực lực không kém. Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng nói, theo Thiên Vũ Điện thiên kiêu đi ra, còn lại thiên kiêu đều vẻ mặt nghiêm túc, vốn cho rằng bị Hứa Viêm chắn sơn môn khiêu chiến dẫm mặt, Thiên Vũ Điện không có đem ra được thiên kiêu, không ngờ tới lại có cường đại như thế thiên kiêu, nhìn thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại Thiên Vũ Điện chủ. Thiên Vũ Điện lần này ngược lại là vận khí không tệ. Đại Chu Hoàng cảm thán một tiếng. Tại bên cạnh hắn Vân Thiên Bích Hải thành thành chủ Phó Thiên Hải có chút hâm mộ gật đầu nói, xác thực lại có 5 tên hạch tâm thiên kiêu, ta Vân Thiên Thành chỉ có 3 vị mà thôi, Hải Linh tộc cũng chỉ có 1 vị. Đại Chu Hoàng kinh ngạc nói, chỉ có Hải Ba huyết mạch đủ để có thể so với linh thể. Phó Thiên Hải gật đầu nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ khiêu chiến người nào? Đại Chu Hoàng mở miệng cười nói, Hứa Viêm. Phó Thiên Hải cười nói, Đại Chu Hoàng nhẹ gật đầu. Thiên kiêu tranh phong quyết chiến mới vừa mở ra, Thiên Vũ Điện hạch tâm thiên kiêu liền ra sân, tuyệt đối là hướng về phía Hứa Viêm đến. Nhất là cái này một vị tu luyện cũng là kiếm đạo, ngươi cảm thấy Hứa Viêm phần thắng bao nhiêu? Đại Chu Hoàng trầm ngâm một chút hỏi, ngươi cái này hỏi đến không đúng. Phó Thiên Hải lắc đầu cười nói, ngươi hẳn là hỏi Hứa Viêm mấy chiêu đánh bại đối phương. Đại Chu Hoàng khẽ giật mình, có chút khó có thể tin mà nhìn xem Phó Thiên Hải, kinh ngạc nói, Hứa Viêm trong mắt ngươi cường đại như thế, thiên hạ kiếm đạo Hứa Viêm vì tôn, không cần hoài nghi. Phó Thiên Hải cười nhẹ một tiếng, không tại nói cái gì, Hứa Viêm một người trấn áp Bích Hải thiên kiêu, Lê Thiệu cùng Hải Ba liên thủ đều không địch lại, cùng lúc trước so sánh, bây giờ Hứa Viêm
tất nhiên mạnh hơn. Ngoại trừ Đại Chu Hoàng cùng Phó Thiên Hải bên ngoài, còn lại cường giả cũng nhìn ra, Thiên Vũ Điện Thiên Kiêu là hướng về phía Hứa Viêm đi. Hứa Viêm ở nơi nào? Hắn tới rồi sao? Khẳng định đến, như vậy Thiên Kiêu quyết chiến, tự xưng linh vực Thiên Kiêu hắn vì tôn, sao lại không đến? Quả nhiên, cầm kiếm thanh niên đi đến trong tràng, lạnh giọng mở miệng nói, Thiên Vũ Điện Ngưu Thiên Thắng, Hứa Viêm ở đâu, đi ra đánh một trận. Đây chính là Thiên Vũ Điện che che lấp lấp giấu đi Thiên Kiêu. Hứa Viêm một mặt vẻ thất vọng nói, quá yếu a. Đối phương mặc dù yếu, nhưng là rất phách lối dáng vẻ tự tin, tất nhiên đều điểm danh chính mình, nếu là không hiện thân, chẳng phải là để người coi thường. Hứa Viêm bước ra một bước, thân hình nháy mắt xuất hiện ở quyết chiến tràng. Ngươi quá yếu, để các ngươi Thiên Vũ Điện biến thành người khác. Tính toán, các ngươi Thiên Vũ Điện cùng lên đi. Hứa Viêm thở dài một hơi, tràn đầy thất vọng nói, mọi người, không hổ là Hứa Viêm a, vừa mới qua đi mấy năm a, so với lúc trước chắn Thiên Vũ Điện sơn môn lúc cuồng hơn a, căn bản là không có đem Thiên Vũ Điện để vào mắt a. Thiên Vũ Điện chủ đám người vẻ mặt âm trầm, Hứa Viêm thằng nhãi danh quá mức tùy tiện. Hứa Viêm đừng vội tranh đua miệng lưỡi, lúc trước chúng ta ngay tại bế quan khổ tu, chưa thể ứng chiến, nếu không há lại cho ngươi khi đó tùy tiện. Ngưu Thiên Thắng kiếm trong tay chỉ một cái, lãnh đạm nói, ngươi Hứa Viêm tự xưng thiên hạ kiếm đạo ngươi vì tôn, đó là chưa từng gặp phải ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Vũ Điện chân chính kiếm đạo. Một đám linh tông võ giả giờ phút này đều một mặt vẻ chợt hiểu, ta đã nói rồi, Thiên Vũ Điện siêu nhiên linh tông sao lại bị Hứa Viêm ngăn cửa mà vô thiên kiêu ứng chiến, nguyên lai là tại bế quan khổ tu, không cách nào xuất quan mà chiến. Thiên Vũ Điện võ đạo vô cùng cường đại, nhất là kiếm đạo cũng là Thiên Vũ Điện nhất tuyệt, Hứa Viêm cái này có đối thủ, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Đối với linh tông võ giả mà nói, Thiên Vũ Điện chính là cao cao tại thượng siêu nhiên linh tông một trong, nó mạnh mẽ sớm đã thâm căn cố đế, nếu là bị tán tu đánh bại, trong lòng bọn họ liền khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Ngưu Thiên Thắng cường thế, không nhịn được mừng rỡ, sắp nhìn thấy Thiên Vũ Điện đại hiển thần uy thời điểm, Hứa Viêm như là một mặt khinh thường, lắc đầu nói, ngươi Thiên Vũ Điện không có kiếm đạo, chỉ có kiếm pháp mà thôi, ở trước mặt ta, ngươi cái gọi là kiếm đạo bất quá là chủ nghĩa hình thức, nếu không tin, ngươi lại nhìn xem, trong tay ngươi kiếm có còn hay không là kiếm của ngươi. Cuồng vọng, Ngưu Thiên Thắng nhấc kiếm mà lên, kiếm khí ngang dọc, thiên địa pháp tắc lực lượng tụ đến, giống như nối liền đất trời, khí thế cuồn cuộn vô cùng, kiếm quang bén nhọn chiếu rọi bốn phương, thật mạnh. Đây chính là Thiên Vũ Điện trong truyền thuyết hạch tâm thiên kiêu sao? Đây chính là linh thể thiên phú, quan chiến võ giả bên trong ngưng luyện thiên địa linh cơ, thậm chí ngưng luyện thiên địa pháp tắc khí tức võ giả, giờ phút này gặp một lần Ngưu Thiên Thắng xuất thủ đều không nhịn được sợ hãi thán phục không thôi. Cho dù là Thiên Vũ Điện các trưởng lão cũng là như thế, linh thể chi uy giờ khắc này bọn họ mới chính thức nhận thức được trong đó cường đại, đồng dạng là ngưng luyện thiên địa pháp tắc khí tức, đồng dạng tập hợp thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng mà linh thể chỗ tụ đến lực lượng pháp tắc càng mạnh mà còn vận chuyển càng hài lòng, phảng phất thiên địa pháp tắc lực lượng càng có thể tùy tâm sở dục thi triển. Linh tông tồn tại ý nghĩa chính là vì linh thể thiên kiêu, vì khai quật linh thể thiên kiêu, cho nên mới gọi là linh tông. Những tán tu này, Vạn Thế Minh, thậm chí chín thành chín linh tông cũng không biết điểm này. Đại Chu Hoàng cảm thán một tiếng nói, Phó Thiên Hải cười nhẹ một tiếng, linh tông chi bí, hạch tâm đều là vây quanh linh thể thiên kiêu mà tồn tại, cũng là vì khai quật cùng bồi dưỡng linh thể thiên kiêu. Nếu là Thiên Vũ Điện linh thể thiên kiêu vẫn lạc, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Phó Thiên Hải đột nhiên mở miệng nói, sợ rằng Thiên Vũ Điện sẽ nổi điên đi. Đại Chu Hoàng lo nghĩ nói, tòa kia thần kiều sẽ bị trước thời hạn mở ra sao? Phó Thiên Hải trầm ngâm một chút hỏi, chưa hẳn muốn mở ra thần kiều, ngươi cũng biết thần kiều mở ra là có cố định thời gian, nhưng cũng có lâm thời mở ra một đạo yếu ớt cầu tiếp dẫn linh thể thiên kiêu rời đi, hoặc là mời tôn giáng lâm. Nếu là Thiên Vũ Điện linh thể thiên kiêu bị giết, Thiên Vũ Điện sợ rằng sẽ mở ra một đạo yếu ớt cầu đi. Đại Chu Hoàng vừa cười vừa nói, có trò hay nhìn là được rồi. Phó Thiên Hải vui tươi hớn hở nói, quyết chiến trên sân, tất cả võ giả ánh mắt tụ vào, Ngưu Thiên Thắng vừa ra tay, liền thanh thế dọa người, kiếm quang chớp mắt mà phát, thẳng hướng Hứa Viêm. Mà Hứa Viêm, y nguyên thần sắc lạnh nhạt, liền kiếm đều không có rút ra, thậm chí một cái tay còn chắp sau lưng, đối với Ngưu Thiên Thắng công kích là cực điểm miệt thị. Ngươi liền kiếm đạo chi môn đều không có vào, cũng dám ở ta vị này kiếm thần trước mặt xuất kiếm. Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng, một cái tay hướng phía trước một điểm, oanh, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, nguyên bản thẳng hướng Hứa Viêm kiếm quang, vậy mà đình trệ ngay tại chỗ, chợt ngược lại, thẳng hướng Ngưu Thiên Thắng. Càng đáng sợ chính là, Ngưu Thiên Thắng trong tay kiếm, không kiểm soát, run rẩy, rung chuyển, sau đó rời khỏi tay, rơi vào Hứa Viêm trong tay.
Làm sao có thể? Ngưu Thiên Thắng thần sắc hoảng sợ, kiếm quang cuốn tới, ở trước mặt hắn dừng lại. Hứa Viêm nhìn xem kiếm trong tay, mặc dù là một kiện thần khí, nhưng không vào hắn mắt. Lấy hắn bây giờ cảnh giới võ đạo, nhất là trên kiếm đạo tu luyện, không vào kiếm đạo chi môn, chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý Ngưu Thiên Thắng, nào có tư cách hướng hắn xuất kiếm. Một ý niệm, Ngưu Thiên Thắng kiếm liền biến thành kiếm của hắn. Tâm cảnh huyền diệu, há lại không vào kiếm đạo chi môn người có khả năng minh bạch. Không hổ là kiếm thần a, cho dù là ta cũng khó có thể hướng Hứa Viêm xuất kiếm. Tạ Thiên Hoành cảm thán một tiếng nói, hắn mặc dù kiếm tâm thông minh, lại lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù sẽ không giống Ngưu Thiên Thắng chật vật, nhưng mà hướng Hứa Viêm xuất kiếm vẫn là một việc khó khăn. Thiên Vũ Điện chủ đám người đột nhiên đứng lên, một mặt vẻ khiếp sợ. Ngưu Thiên Thắng đã là Thiên Vũ Điện bên trong kiếm đạo người thứ nhất, hắn là linh thể thiên kiêu a, vậy mà không phải Hứa Viêm một hiệp chi địch. Không đúng, Hứa Viêm kiếm đạo vô cùng quỷ dị, phàm là kiếm đạo võ giả đều khó mà thắng hắn. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng nói, giờ phút này hắn cho dù lại không cam lòng cũng không thể không thừa nhận thiên hạ kiếm đạo Hứa Viêm vì tôn a. Hứa Viêm không có tiếp tục xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ Điện một phương, trực tiếp đem Ngưu Thiên Thắng kiếm ném trở về. Tuy là thần khí, lại không vào hắn mắt. Các ngươi Thiên Vũ Điện vẫn luôn muốn đem ta Hứa Viêm dẫm tại dưới chân, vãn hồi lúc trước mất đi mặt mũi, hôm nay ta Hứa Viêm cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi Thiên Vũ Điện cùng lên đi, không giới hạn tại thiên kiêu. Lấy lạnh nhạt ngữ khí, nói ra nhất điên cuồng lời nói, yên tĩnh, chúng võ giả tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Hứa Viêm điên cuồng, vẫn luôn có nghe đồn, nhưng nghe đồn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Một người khiêu chiến toàn bộ Thiên Vũ Điện, không giới hạn tại thiên kiêu, cũng liền mang ý nghĩa Thiên Vũ Điện tất cả cường giả đều có thể đồng loạt ra tay. Hứa Viêm ở đâu ra sức mạnh a? Quét, ánh mắt mọi người đều nhìn về Thiên Vũ Điện một phương, chờ đợi Thiên Vũ Điện quyết định là đồng loạt ra tay vây giết Hứa Viêm, vẫn là điều động càng mạnh mẽ hơn kiêu xuất thủ. Ngưu Thiên Thắng hiển nhiên là không được, liền một chiêu cũng không ra được tay a, cũng liền nhìn xem thanh thế to lớn mà thôi. Thiên Vũ Điện chủ đám người sắc mặt âm trầm vô cùng, đôi mắt bên trong đều là sát ý, đồng loạt ra tay. Mặc dù Thiên Vũ Điện đều bị ca tụng là vô sỉ nhất linh tông, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thật một điểm mặt mũi đều không muốn. Hứa Viêm có thể ra cuồng ngôn khiêu chiến bọn họ Thiên Vũ Điện, nhưng là không thể quả thật như ong vỡ tổ đi lên vây giết. Nếu không, đường đường siêu nhiên linh tông mặt mũi ở đâu? Hồ Bất Bại, ngươi ra tay đi. Thiên Vũ Điện chủ hít sâu một hơi, mặt âm trầm nhìn hướng một bên một tên sợi râu lộn xộn thanh niên nói, tốt. Hồ Bất Bại nhẹ gật đầu. Ngưu Thiên Thắng, trở về. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng kêu lên. Hứa Viêm cười nhẹ một tiếng, cũng không có giết Ngưu Thiên Thắng, trực tiếp tản đi tầng kia tầng kiếm quang, thả Ngưu Thiên Thắng trở về. Hồ Bất Bại cầm trong tay trường thương, đang muốn xuất chiến. Thiên Vũ Điện chủ trầm ngâm một chút, nói, Hồ Bất Bại, quyết thắng thua, không phân sinh tử. Hắn đột nhiên có chút lòng tin không đủ. Vạn nhất, Hồ Bất Bại bị giết, việc này nhưng lớn lắm, hắn không tiện bàn giao à. Mỗi một cái linh thể thiên kiêu đều cực kỳ chân quý. Hồ Bất Bại khẽ giật mình, như là đem trường thương kéo tại trên mặt đất, đi thẳng về phía trước, nói, thắng bại, sinh tử, đều có thể, hết sức một trận chiến chính là. Theo Hồ Bất Bại đi ra, thiên địa pháp tắc lực lượng giống như ngưng tụ thành một thanh trường thương, cùng Hồ Bất Bại kéo tại trên mặt đất trường thương dung hợp lại cùng nhau. Người này thực lực rất mạnh. Đại Chu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, không ngờ tới Thiên Vũ Điện lại có như vậy một tên thiên kiêu tồn tại, khoảng cách cảnh giới tiếp theo đã không xa. Phó Thiên Hải thở dài một hơi nói, Thái Miểu Tông trong trận doanh, Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu lập tức khẩn trương, xích sao nhìn chăm chú lên chiến trường, lại nhịn không được quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tân Mộng Nhu. Tổ sư bà, hắn chính là Hồ Bất Bại a, hắn thực lực làm sao? Vân Miểu Miểu nhịn không được mở miệng hỏi. Tạm được, khoảng cách cảnh giới tiếp theo sẽ không quá xa. Tân Mộng Nhu mở miệng nói, tổ bà, cảnh giới tiếp theo là cái gì? Đỗ Ngọc Anh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tân Mộng Nhu trầm mặc một chút, mở miệng nói, ngưng luyện thiên địa pháp tắc nhập thể, ngưng tụ pháp cảnh giới. Cũng không phải là tập hợp thiên địa pháp tắc lực lượng, mà là ngưng luyện thiên địa pháp tắc nhập thể, cả hai là có khác biệt, ngày đêm khác biệt. Ngưng luyện thiên địa pháp tắc lực lượng liền mang ý nghĩa tự thân liền nắm giữ thiên địa pháp tắc chi uy. Luyện thần thiên nhân bên trên là ngưng tụ pháp thiên tôn. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu chấn động trong lòng, giờ phút này mới biết được luyện thần thiên nhân bên trên cảnh giới là ngưng tụ pháp thiên tôn. Ngưng luyện thiên địa pháp tắc nhập thể, tự thân liền đã nắm giữ thiên địa pháp tắc chi uy. Tổ bà, ngươi là ngưng tụ pháp thiên tôn sao? Đỗ Ngọc Anh tò mò hỏi. Còn thiếu một chút. Tân Mộng Nhu ánh mắt nhìn hướng Trường Thanh Các, nhẹ nói, vị kia tiền bối ban cho pháp tắc đan
làm cho nàng khoảng cách ngưng luyện thiên địa pháp tắc nhập thể chỉ kém như vậy nửa bước mà thôi. Cái này tại linh vực cơ hồ là bất khả tư nghị sự tình, đã vượt qua linh vực có khả năng tu luyện mức cực hạn. Toàn bộ linh vực ngoại trừ nàng bên ngoài còn có một cái người làm đến một bước này, đó chính là Vũ Thiên Nam. Mà Vũ Thiên Nam cũng là dựa vào vị kia tiền bối chỉ điểm. Hứa Viêm, ngươi rất mạnh, ta Hồ Bất Bại cả đời bất bại, ta không cho rằng ngươi có thể đánh bại ta. Hồ Bất Bại vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi hôm nay muốn đổi tên Hồ Nhất Bại. Hứa Viêm cười cười, Hồ Bất Bại thực lực rất mạnh, là hắn thấy qua, ngoại trừ Tân Mộng Nhu, Vũ Thiên Nam bên ngoài, thực lực tối cường một cái. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Hồ Bất Bại trường thương run lên, nháy mắt giết tới đây. Hứa Viêm một kiếm đâm ra, Sơn Hà hiện lên, Sinh Tử Kiếm Luân hiện lên, kiếm trận hiện lên. Bất quá trong một chớp mắt, Hồ Bất Bại liền đã vết thương chồng chất. Người bại, Hứa Viêm thu kiếm, ánh mắt nhìn hướng Thiên Vũ Điện, chợt nhìn bốn phía, yên tĩnh. Tất cả mọi người chưa từng ngờ tới, Hồ Bất Bại vậy mà bị bại nhanh chóng như vậy, triệt để như vậy. Liền chính Hồ Bất Bại đều một mặt vẻ không thể tin được. Hắn thấy, cho dù chính mình sẽ bại, cũng tất nhiên kinh lịch một phen kịch liệt đại chiến mới là. Kết quả, hắn vừa ra tay, liền thấy kiếm quang vờn quanh, quét mấy lần, hắn liền bại. Đại sư huynh thật mạnh, Tố Linh Tú líu lưỡi nói, ngồi ngay ngắn ở màu vàng ghế lớn bên trên Xích Miêu, lúc này, nhìn hướng một đám cường giả yêu tộc, nói, thấy không, đây chính là ta yêu tộc chí tôn chỉ uy. Một đám cường giả yêu tộc, tất cả đều một mặt mộng bức chi sắc, chúng ta yêu tộc chí tôn, thật là nhân tộc, chí tôn uy vũ a, không hổ là ta yêu tộc chí tôn, mặc kệ, chỉ cần là yêu tộc chí tôn liền được, đại yêu vương nói cái gì đều là đúng. Một đám cường giả yêu tộc cùng có vinh yên than thở, chỉ cảm thấy vinh quang vô cùng. Lý Huyền đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, toàn bộ linh vực trừ hắn ra không người là Hứa Viêm đối thủ. Vũ Thiên Nam không được, Tân Mộng Nhu cũng không được. Hứa Viêm đã thần nguyên cảnh viên mãn, càng là dành dụng hùng hậu nội tình, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể nội tình viên mãn đột phá thần thông cảnh. Linh vực thiên kiêu ta vì tôn, các ngươi tất cả thiên kiêu cùng lên đi, ta Hứa Viêm một người trấn áp các ngươi. Hứa Viêm nhìn hướng một đám linh vực thiên kiêu ngạo nghễ mở miệng nói, mặc dù rất ngông cuồng, mà giờ khắc này vậy mà không có thiên kiêu xuất thủ, càng không có quần tình mãnh liệt, bởi vì Hứa Viêm có cái này tư cách. Nhìn xem không người ứng chiến, Hứa Viêm lập tức cảm thấy không thú vị, cái này linh vực thiên kiêu đều là một chút sợ hàng a. Hứa Viêm đứng hàng thiên kiêu bảng 1, không cần tiếp tục xuất thủ, người nào không phục có thể đưa ra khiêu chiến. Đại Chu Hoàng mở miệng nói ra, không người không phục. Hứa Viêm từ quyết chiến tràng rời đi, nhìn một chút Thiên Vũ Điện cũng cảm thấy không thú vị. Mặc dù bây giờ có trấn áp Thiên Vũ Điện thực lực, nhưng tựa hồ không có cái gì cần thiết. Hắn đã đăng lâm linh vực đỉnh. Thiên Vũ Điện chủ đám người, một mặt không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Liền Hồ Bất Bại đều thua. Duy nhất buông lỏng một hơi chính là Hứa Viêm không có hạ sát thủ. Hứa Viêm vậy mà không có hạ sát thủ, thật sự là kỳ quái. Phó Thiên Hải có chút tiếc nuối thần sắc nói. Đại Chu Hoàng khinh bỉ hắn một cái, nói, Hứa Viêm đã là cường giả, tâm tính sớm đã không giống, Hồ Bất Bại những người này trong mắt hắn, tựa như là tiểu bối một dạng, mới lười hạ sát thủ. Lại nói, Hứa Viêm cùng Thiên Vũ Điện cũng không có thù à, liền tính từng có tiết khí cũng nên ra, đã là linh vực đỉnh tồn tại. Cái nào sẽ còn giống một ít người, lấy ức HEP tiểu bối làm vui. Phó Thiên Hải liếc mắt, nói, ta chính là muốn xem kịch mà thôi, Thiên Vũ Điện vô sỉ ra hỏa, bị thiệt lớn có thể hay không mở ra cái kia một đạo yếu ớt cầu. Đại Chu Hoàng lười nói hắn, Hứa sư huynh, ngươi làm sao không giết Thiên Vũ Điện ra hỏa? Trường Thanh các phi thuyền bên trên, Mạnh Thư Thư tò mò nói, trong mắt ta, bọn họ đã là tiểu bối, giết cũng không thú vị. Hứa Viêm lắc đầu nói, Mạnh Thư Thư, đây chính là cường giả tâm cảnh sao? Hoặc là nói, Hứa Viêm đã sơ bộ có cao nhân tâm tính, đến phiên ta xuất thủ. Mạnh Dung vui vẻ cười một tiếng, cầm đao tại tay, nháy mắt giáng lâm quyết chiến tràng, oanh, thân hình hắn vừa rơi xuống đất. Nháy mắt hóa thành chín trượng kim thân, bất diệt thần giáp bao trùm quanh thân, giống như thiên thần giáng lâm, uy phong lẫm liệt. Tại hạ đao tôn Mạnh Sung, linh tông thiên kiêu, có dám một trận chiến. Như vậy uy mãnh khí thế, rung động bốn phương, là Mạnh Sung, thật mạnh a. Các ngươi nói là Mạnh Sung mạnh, vẫn là Hứa Viêm cường, khẳng định là Hứa Viêm a. Lôi Vân Sơn Trang bên trong đi ra một người, trong tay nắm lấy một cái màu tím cái búa, Lôi Vân vờn quanh quanh người hắn, theo hắn đi ra. Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh sấm sét, lôi điện ngang dọc, nổi lên một cỗ lôi bạo. Ta đến lĩnh giáo, đao tôn chi uy, ngươi ra tay đi. Mạnh Sung lạnh nhạt nói, oanh, mãnh liệt lôi điện theo một búa đánh ra, chút xuống, che mất Mạnh Sung thân hình khổng lồ. Đợi đến lôi điện tản đi,
Mạnh Sung y nguyên ngạo nghễ mà đứng, nhếch miệng cười nói, bình thường, chỉ là hơi có một chút ngứa ngáy cảm giác, tất nhiên ngươi lấy lôi đình xuất thủ, vậy liền tiếp ta phong lôi một quyền. Nói xong, đấm ra một quyền, phong lôi quyền, ầm vang mà ra, tùy ý đối phương không ngừng vung vẩy trong tay thần khí, y nguyên không cách nào ngăn cản xuống một quyền này chi uy, oanh, lôi vân sơn trang thiên kiêu bại. Thiên kiêu tranh phong quyết chiến, không có chút nào ngoài ý muốn, Hứa Viêm thứ nhất, Mạnh Sung thứ hai, Tố Linh Tú thứ ba. Đợi đến Phương Hạo ra sân thời điểm, siêu nhiên Linh Tông Thiên Kiêu đều nhộn nhịp ra sân, cái này liên quan đến Linh Tông thống ngự, liên quan đến linh vực cách cục. Kỳ môn võ đạo cũng lần thứ nhất, chân chính tại linh vực đại hiển thần uy, kỳ môn binh hạp mới ra, vạn kiếm đều xuất hiện. Đao quang lạnh thấu xương, thiên địa kỳ môn điên đảo bốn phương, trận pháp mới ra, vây khốn cái này đến cái khác đối thủ. Nhìn xem quyết chiến tràng đại chiến, Thiên Vũ Điện Ngưu Thiên thắng, Lôi Vân Sơn Trang, Ngự Linh Phủ Thiên Kiêu xuất thủ, lại đều không làm gì được Phương Hạo, thậm chí còn bị vây khốn. Cái này siêu nhiên Linh Tông ngồi không yên. Đây là cái gì võ đạo? Phương Hạo người này không hề tầm thường, chúng ta siêu nhiên Linh Tông không làm gì được hắn. Chẳng lẽ muốn tiếp nhận Vạn Thế Minh đánh vỡ cách cục linh vực, Linh Tông thống ngự chính là quy củ, há lại cho đánh vỡ? Thiên Vũ Điện chủ đám người trầm giọng nghị luận, mời Tôn Giáng Lâm đi. Thiên Vũ Điện chủ lạnh lùng mở miệng nói, có hay không lỗ mãng rồi. Lôi Vân Trang chủ cau mày nói, thần kiều mở ra, tự có quyết đoán, không cần hiện tại mời Tôn Giáng Lâm. Ngự Linh phủ chủ cũng trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là để bọn họ tiến vào cái chỗ kia? Thiên Vũ Điện chủ cả giận nói. Lôi Vân Trang chủ cùng Ngự Linh phủ chủ trầm mặc thật lâu. Lôi Vân Trang chủ thở dài nói, cái kia vị trí đã quá xa xưa, đâu còn có bao nhiêu cơ duyên, tiến vào lại có thể thế nào? Xác thực. Ngự Linh phủ chủ gật đầu, theo các ngươi liền. Thiên Vũ Điện chủ thấy thế, hừ một tiếng phất tay áo rời đi. Lôi Vân Trang chủ cùng Ngự Linh phủ chủ hai người thấy thế, cũng riêng phần mình về trận doanh. Điện chủ, làm sao? Thiên Vũ Điện một đám trưởng lão đụng lên tới hỏi. Bọn họ không đồng ý mời Tôn Giáng Lâm. Thiên Vũ Điện chủ cắn răng hừ lạnh một tiếng. Cái này, cứ tính như vậy. Thiên Vũ Điện một đám trưởng lão không cam lòng nói. Bọn họ không mời, ta Thiên Vũ Điện mời, Hứa Viêm, Mạnh Sung, Phương Hạo, những người này đều phải chết. Thiên Vũ Điện chủ sát ý nghiêm nghị nói. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, ta Thiên Vũ Điện mời Tôn Giáng Lâm. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng phân phó nói. Là, Điện chủ. Thiên Vũ Điện một đám trưởng lão, nhộn nhịp ứng thanh. Thiên kiêu tranh phong quyết chiến, ngay tại hừng hực khí thế tiến hành, Phương Hạo lấy kỳ môn võ đạo, đánh bại cái này đến cái khác siêu nhiên Linh Tông Thiên Kiêu, tại trên Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ tư. Siêu nhiên Linh Tông cường giả, từng cái sắc mặt khó coi, Thiên Vũ Điện càng là chuẩn bị, để Phương Hạo, Hứa Viêm, Mạnh Sung, Tố Linh Tú mấy người chiến một tràng, xác định cuối cùng xếp hạng. Nhưng mà, Phương Hạo đối mặt Hứa Viêm, Mạnh Sung, Tố Linh Tú ba người, trực tiếp liền nhận thua. Bốn vị trí đầu ở giữa chiến đấu là không thấy được, vì vậy Linh Tông Thiên Kiêu đều chuẩn bị tranh đoạt hạng năm. Kết quả, Xích Miêu đăng tràng, đại yêu chi uy cuồn cuộn, yêu tộc đại thuật hiện ra, đánh bại cái này đến cái khác Thiên Kiêu, liền hồ bất bại đều bị đánh bại. Cái này Linh Tông võ giả tất cả đều sắc mặt khó coi. Thiên Kiêu bảng trước năm, vậy mà không có một cái Linh Tông Thiên Kiêu. Sau đó Thiên Kiêu quyết chiến, bắt đầu thay đổi đến bình thường, Thiên Kiêu ở giữa quyết đấu dị thường kịch liệt. Tạ Lăng Phong cũng hạ tràng, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu, Tử Vận cũng trước sau hạ tràng, cuối cùng đều đứng vào Thiên Kiêu bảng trước trăm. Thiên Kiêu tranh phong đang tiến hành, Thiên Vũ Điện ngay tại bắt tay vào làm chuẩn bị mời Tôn Giáng Lâm, mà xa tại Hồng Châu bên ngoài, linh vực 18 châu một trong Băng Châu, ngay tại phát sinh kịch biến, nguyên bản tĩnh tuyết cung vị trí đã hóa thành một cái màu đen hang động, ấm áp mà không khí tức nóng bỏng, không ngừng từ màu đen hang động tuôn ra, không ngừng lan tràn hướng toàn bộ Băng Châu. Nguyên bản băng tuyết trắng ngần Băng Châu, giờ phút này đã không gặp được băng tuyết, tất cả tuyết động đều đã hòa tan. Toàn bộ Băng Châu thay đổi đến ấm áp, mà Băng Châu khổng lồ băng tuyết hòa tan, dòng nước cuồn cuộn từ Băng Châu chảy xuôi mà ra, đầu tiên gặp nạn chính là cùng Băng Châu giáp giới Vân Châu. Vô biên vô tận nước từ Băng Châu cuồn cuộn mà đến, nguy cơ lặng yên ở giữa đã giáng lâm. Đây là toàn bộ linh vực nguy cơ. Vân Châu uy danh hiển hách cường giả đều đã tiến về Hồng Châu thấy linh vực thịnh sự, toàn bộ linh vực đều đang nghị luận thiên kiêu tranh phong sự tình, chờ đợi thiên kiêu chi chiến thông tin truyền đến, người nào đoạt được đứng đầu bảng, ai vì thiên kiêu người thứ nhất. Vân Châu tới gần Băng Châu một dòng sông nhỏ bên trên, mấy chiếc thuyền đang lảng vãng, mười mấy tên võ giả đều đang nghị luận thiên kiêu tranh phong sự tình. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, ầm ầm thanh âm truyền đến, đại địa đều đang chấn động. Xảy ra chuyện gì? Một đám võ giả ngẩng đầu nghi ngờ xung quanh. Mau nhìn, đó là cái gì?
Đột nhiên ở giữa, một tên võ giả kinh hãi chỉ hướng phía trước hỏi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ầm ầm thanh âm bên trong, phía trước một tòa núi lớn đột ngột sụp đổ, mà theo đại sơn sụp đổ, một cỗ kinh khủng dòng nước ngay tại cuốn tới. Thiên băng địa liệt thế, kinh hãi tất cả mọi người, mau trốn. Một tiếng kinh hô, trên thuyền võ giả bay tán loạn đằng không mà lên, hướng về sau trốn chạy mà đi. Những võ giả này bên trong có tiểu thiên nhân tu vi, cũng có tông sư tu vi, nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy dòng nước cũng lòng sinh sợ hãi chi tâm. Không chỉ chỗ này, cùng băng châu giáp giới chi địa đều xuất hiện nhìn diệt thế dòng lũ đồng dạng cảnh tượng. Dù cho là tiểu thiên nhân võ giả bỏ chạy chậm một chút, nháy mắt đều dòng lũ chìm ngập, biến mất tại cuồn cuộn dòng lũ bên trong. Mau trốn a! Một tòa bên trong tòa thành lớn, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Tiểu thiên nhân trở lên cảnh giới võ giả chỉ tới kịp nắm lên thực lực nhỏ yếu thân nhân, đằng không mà lên trốn đi thật xa. Ầm ầm, thành trì sụp đổ, chìm ngập tại dòng lũ bên trong. Không kịp chạy trốn người, tất cả đều biến mất tại dòng lũ bên trong. Cho dù là đại thiên nhân, một khi rơi vào dòng lũ cũng nguy hiểm vô cùng. Đây là có chuyện gì? Đều nhanh trốn, lão phu ngăn cản dòng lũ một hồi. Nào đó một tòa thành lớn bên trong, giải rác mấy tên luyện thần thiên nhân võ giả, đằng không mà lên, khí thế bừng bừng phấn chấn, muốn ngăn cản dòng lũ hướng tập, tranh thủ ra đào tẩu thời gian. Nhưng mà, đối mặt thiên địa chi uy nước lũ cực lớn, cho dù luyện thần thiên nhân liên thủ, cũng khó có thể chống cự. Bất quá một chốc, liền chỉ cảm thấy kiệt lực, lung lay sắp đổ, không chịu nổi. Cái này dòng lũ vì sao kinh khủng như vậy, tựa hồ đến từ băng châu. Có luyện thần thiên nhân trí thượng mây trắng ở giữa, tranh né dòng lũ, tiến đến tra xét dòng lũ đầu nguồn. Vân Châu, trong khoảng thời gian ngắn liền đã bị chìm, tử thương thảm trọng, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Phồn hoa cảnh tượng không tại, đau mất thân nhân võ giả, tất cả đều ngốc trệ, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Mà dòng lũ cũng không có đình chỉ, khổng lồ dòng lũ hướng về Đại Trạch Châu mà đi.